muốn chết tà phi nổi giận trong tay sáng lên một cái cự đại xương thú xuất hiện liền muốn xuất thủ kiếm vô ảnh trong tay câu hồn sáo dương lên cũng không cam chịu yếu thế hai nhà cường giả vội vàng kéo hai người hai vị này tiểu chủ con cũng không thể có nửa điểm sự tình mà lại bọn hắn cũng không dám đả thương đối phương coi như tà phi cùng kiếm vô ảnh hạ lệch ai cũng không dám động thủ nhiều nhất kích thương đối phương thiên quân thủ hạ phi thiếu đến lúc nào rồi còn đấu khí Khô cốt cung phụng lạnh giọng nhắc nhở, yêu đế tùy thời có thể đuổi theo, bố trí hư không cổ đạo đã tới đã không kịp, phi thiếu, chúng ta hồi trở lại Đông Hoàng Đại Lục đi, từ bỏ lần này truy sát, hoặc là trở về mời gia tộc phái người tiếp tục đuổi giết. Từ bỏ, tà phi nghe xong đầu lập tức lắc chống lúc lắc, nghiến răng nghiến lợi nói, không chém giết kẻ này, ta tuyệt đối không quay về, ta không mặt mũi trở về. Cướp đoạt bảo vật, đối với tà phi tới nói đã không trọng yếu, hắn muốn làm mặt mũi, tới thời điểm phụ thân hắn thế nhưng là nói, đừng ném tà ra mặt. Đường đường cửu đế gia tộc, truy sát một cái địa phương nhỏ tới tiểu võ giả, hao tốn đại lượng thời gian không nói, còn tổn binh hao tướng cuối cùng nếu không có công mà quay về, việc này khẳng định sẽ ở đông hoàng đại lục gây nên sóng to gió lớn. Hắn mất mặt không sao, tà ra cũng sẽ đi theo mất mặt, ngày sau hắn ở gia tộc địa vị sẽ rớt xuống ngàn trường, cũng sẽ trở thành hắn tà phi cả đời sỉ nhục. Kiếm vô ảnh tuổi còn nhỏ, vẫn còn con nít, ai cũng sẽ không để ý, hắn tà phi tại Đông Hoàng Đại Lục uy danh hiển hách, giờ phút này đưa tại một cái vô danh tiểu tốt trên thân, cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. chương 646, bại, ai, khô cốt lão giả làm sao lại không biết tà phi suy nghĩ gì chỉ là giang giật có độn thiên thần kỹ, lại có hỏa vân khải, còn có thể sớm dự báo bọn hắn đến, tiếp tục đuổi giết xuống dưới, hắn sợ hội toàn quân bị diệt A. À. Đến rồi, ngay tại khô cốt cung phụng lưỡng nan lúc, nơi xa truyền đến một đạo khí tức cường đại, hắn biến sắc, vội vàng quát to, đi mau, trước tới gần đông hoàng đại lục, để đám này yêu đế không dám truy sát lại nói. Hiu, kiếm ra người thật sớm mang theo kiếm vô ảnh hướng nơi xa bay đi, ở phía sau nhưng là muốn ngăn cản yêu đế cuồng bạo công kích ha, khô cốt cung phụng thầm mắng một tiếng mang theo tả phi, để cho người ta mang theo chiêm tinh sư cùng thần văn sư, nhanh chóng hướng phương bắc bay đi. Dầm dầm rầm nơi xa nước biển bắn tung tóe phương viên hơn 10 dặm mặt biển hù dọa ngàn trượng lãng, một cái to lớn hải yêu nổi lên mặt biển, kia to lớn đầu lâu giống như một cái tiểu hải đảo, rét lạnh khí tức để bốn phía không khí đều đình chỉ lưu động. Chết, giết ta bắt đệ, tất cả mọi người muốn chết. Cái này yêu đế bạo giống một tiếng, tiếng giống hóa thành sóng âm tầng tầng chấn động mà đi, để sau cùng hai tên thiên quân thân thể run lên, cong vẹo hướng dưới biển rơi xuống mà đi. Mà hai nhà thần văn sư cùng chiêm tinh sư đồng thời cuồng phún một ngụm máu tươi, thân thể mềm nhũn lại tươi sống bị đánh chết. Không tốt, cái này yêu đế thực lực quá cường đại, chỉ nửa bước hẳn là bước vào yêu hoàng cảnh giới, các ngươi năm người đi ngăn cản một phen. Phía sau 10 người, đi ngăn lại yêu đế, khô cốt cung phụng cùng kiếm ra cung phụng hai người đồng thời biến sắc, vừa rồi kia tiếng giống dọa phá hai người lá gan, nguyên bản hai người còn tưởng rằng có thể cùng cái này yêu đế một trận chiến, lại cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám, chỉ muốn còn sống trốn về đông hoàng đại lục. Đi, đi, đi mau, tà phi cùng kiếm vô ảnh cũng bị sợ choáng váng, vừa rồi Tà Phi còn cắn giang nghiến lợi không chịu trở về muốn tiếp tục truy sát giang giật nhưng lại một khắc đều không muốn tại huyết giả Hung Hải dừng lại mà lại Thần Văn sư cùng Chiêm Tinh sư đều đã chết bọn hắn làm sao truy tung giang giật hành tung giết hai nhà bị điểm tên Thiên Quân thân thể run lên sắc mặt một mảnh cho tàn đôi mắt nhất chuyển mười mấy người chỉ có thể quay người hướng kia yêu đế phóng đi Tà Phi kiếm vô ảnh chết rồi bọn hắn đồng dạng muốn chết dạng này oanh oanh liệt liệt chiến tử còn có thể vì bọn họ hậu đại mưu mấy đời vinh hoa phú quý. Hưu, khô cốt lão giả mang theo tà phi bọn người hướng nơi xa phá không mà đi, rất nhanh biến mất ở phía xa, sau lưng truyền đến vài tiếng võ giả bạo tiếng giống, còn có kia yêu đế tiếng giống giận dữ. Rất nhanh từng đạo tiếng kêu thảm thiết, tiếp theo liền ba vang lên, không cần phải nói những cái kia trận đánh yêu đế thiên quân võ giả, từng cái tại vẫn là Bài, bài, tà phi ủ rũ, sắc mặt như cho tàn, không còn có nửa điểm cửu đế gia tộc tử đệ ngạo khí cùng cao chót phót. Hắn biết rõ lần này truy sát xem như triệt đề thất bại, hắn cũng chỉ có thể xám xịt trở lại tà đế thành lĩnh tộc Pháp, hắn tà phi một thế anh danh cũng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tà phi ánh mắt hướng xa xa biển sâu nhìn một cái, nội tâm nổi giận giống to, tiểu tặc, lại để ngươi sống lâu một hồi, chúng ta tà ra đại quân chẳng mấy chốc sẽ truy sát mà đến rồi, đến lúc đó coi như ngươi có thể phi thiên độn địa cũng phải chết. Kiếm vô ảnh cũng hướng nơi xa nhìn một cái, hư lạnh nói, gian tạp vái, cho ta trở về tu luyện 3 năm năm, đến lúc đó đính hôn tay chém giết ngươi. Phốc, Giang giật giờ phút này cũng không chịu nổi, hắn vẻn vẹn ẩn trốn ngàn vạn dặm tự bị ép tê liệt không gian bay ra, vừa ra tới tự từng ngụm từng ngụm nôn ra máu, thân thể vô lực hướng phía dưới rơi xuống. Âm, uhm, hắn trùng điệp đập xuống ở trong nước biển, trong miệng còn tại tuôn ra tiên huyết, nhuộm đỏ một mảnh nước biển, hắn cố nén suy yếu, thần thức nhanh chóng quét qua, sau đó lấy ra đế cung, đem Phượng Loan truyền tống ra. Công tử, Phượng Loan quá sợ hãi, vội vàng ôm lấy hắn, Giang giật thu hồi đế cung khoát tay áo nói, đừng nói nhiều như vậy, tiên triều phía đông bay, ta không có độn hành quá xa, nơi này đoán chừng vẫn là móc câu hư thú địa bàn, cẩn thận bị yêu đế đuổi kịp. Phượng Loan vội vàng không dám nhiều lời, ôm Giang giật nhắm hướng đông bên cạnh bay đi, còn không có bay ra ngoài quá xa, nơi xa trong nước cuồn cuộn, rất nhiều hải yêu nổ bắn ra mà ra. Giang giật phun ra kia mấy ngụm máu tươi, tựa như rơi xuống chảo dầu hỏa tinh thoáng cái đem phụ cận hải vực hải yêu đều kinh động nơi này thật là móc câu hư thú địa bàn rời đi huyết dịch hung hải đông bên cạnh đại lục còn có ngàn vạn dặm khoảng cách móc câu hư thú các vị đại đế hạ lệch phàm là phụ cận hải vực nhân tộc toàn bộ đánh giết mà nhân loại tiên huyết khí thức yêu thú mẫn cảm nhất đừng nói hải yêu coi như phổ thông cá mập nghe được mùi máu tươi cũng sẽ chen chúc mà đến hư phượng loan lạnh lùng hư một cái liền muốn công kích giang giật hư nhược liền vội vàng khoát tay nói đừng giết hải yêu, bay đi không chung, đào tẩu là được. Phượng Loan khẽ giật mình, rất nhanh tỉnh ngộ lại, giang giật cùng kim giao thương nghị ra kế hoạch cũng cáo chi nàng, cái này móc câu hư thú nhất tộc cường đại nàng rất rõ ràng. Mượn đao giết người, đây chính là giang giật kế hoạch, chính diện cùng tà gia kiếm ra đối hố, mọi người chỉ có một con đường chết, máu này đêm hung trong nước cường đại hải yêu rất rất nhiều. Giang giật có được độn thiên thần kỹ, tùy thời có thể đào tẩu, kim giao đối huyết giả hung trong nước hải yêu rõ như lòng bàn tay, vì sao không tá trợ những này hải yêu đánh giết hai nhà cường giả. Kế hoạch chấp hành rất thuận lợi, còn như chiến quả hiện tại còn không rõ ràng lắm, tà ra võ giả cường đại, giang giật ngược lại là cảm nhận được. Chiếc đỉnh nhỏ kia khoảng cách xa như vậy, giang giật người mặc hỏa vân khải, kết quả đồng dạng bị chấn động đến ngũ tạng lục phủ thụ thương, nếu không cũng sẽ không ẩn trốn ngàn vạn dặm tự bị ép chui ra vết nứt không gian. Theo Kim Giao nói, cái này móc câu hư thú tộc có hai vị gần với yêu hoàng cường đại yêu đế, Giang giật lúc này mới mạo hiểm độn hành đến bên này, mặc kệ tà ra người cùng móc câu hư thú tộc đại chiến kết quả như thế nào, chỉ ít bọn hắn mấy vị kia yêu đế tuyệt đối sẽ giận dữ. Phượng Loan nếu là đánh giết chung quanh đây hải yêu, khẳng định hội hấp dẫn yêu đế truy sát, sở dĩ Giang giật vừa rồi mới ngăn lại nàng xuất thủ. Bốn phía chen chúc mà đến hải yêu đếm không hết, còn có rất nhiều có thể phi thiên hải yêu, nhưng Phượng Loan tốc độ đầy đủ nhanh, nhẹ nhõm thoát khỏi bọn chúng nhắm hướng đông bên cạnh bỏ chạy. Sau gần nửa canh giờ, giang giật thương thế khôi phục một chút hắn để phượng loan tìm tới một cái hải đảo phóng thích thần niệm dò xét một phen xác định không có nguy hiểm về sau hắn đem kim giao yêu đế phóng xuất quát khẽ nói đi tìm mấy cái hải yêu dò xét một chút tình huống kim giao là yêu tộc vẫn là yêu đế có thể nhẹ nhóm khống chế hải yêu dò xét tình huống giang giật bốc lên cửa tử nhất sinh nguy hiểm bày một cái bẫy tự nhiên nghĩ trước tiên biết được chiến quả kim giao bay vào trong biển giang giật tiếp tục thần niệm dò xét bốn phía một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn đem trước tiên biết gió, giống như tà phi bọn người cưỡng ép đuổi theo, hắn chỉ có liều mạng thụ thương thân thể, tiếp tục độn thiên mà đi. ầm um, một nén nhang sau kim giao yêu đế trở về, hắn thật xa tự truyền âm nói, đại nhân, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Tin tức tốt liền là móc câu hồng bị giết, móc câu hoắc móc câu trẻ con yêu đế giận dữ, xuất lĩnh mấy tên yêu đế đem hai nhóm nhân tộc truy binh chém giết hơn phân nửa, giờ phút này còn tại trong đuổi giết, bất quá đám người kia sắp đến Đông Hoàng Đại Lục, hẳn là không pháp toàn diệt. Tin tức xấu liền là nghe nói móc câu hoặc yêu đế đã đem móc câu hồng chết, đưa tin cho trong biển máu bọn hắn tộc quần một vị đế hoàng, đoán chừng rất nhanh toàn bộ huyết giả dạ hung hải hải yêu đều sẽ bạo động, hung trong nước cũng không an toàn, bất kỳ cái gì nhân tộc dám dừng lại đều sẽ bị vô tình chém giết. a à, Giang giật cùng Phượng Loan liếc nhau, hai người đều hai mặt nhìn nhau, Giang giật chỉ muốn mượn đau giết người, không nghĩ tới sự tình nguyên náo lớn như vậy lại đến kinh động yêu hoàng trình độ tà ra người đem huyết giả hung hải thiên cho xuyên phá ha. chương 647, tội đảo. Thời gian cấp bách, toàn bộ huyết giả hung hải bạo động sẽ triển khai, có lẽ sẽ có vô số yêu đế yêu vương sẽ xuất động, tại toàn bộ huyết giả hung trong nước tàn phá bửa bãi, bất kỳ cái gì dám can đảm ở hung trong nước dừng lại nhân loại, cuối cùng đều sẽ thịt nát xương tan. Giang giật cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này, việc này lại sẽ kinh động yêu hoàng. Đầu óc hắn nhanh chóng chuyển động, bày ở trước mặt hắn đường có ba đầu, để nhất tiếp tục lưu lại hung trong nước, tìm kiếm một chỗ an toàn địa phương ẩn thân xuống tới, đi qua chuyện lần này, chắc hẳn tà gia cùng kiếm ra tuyệt đối không còn dám phái người tới trước. Nếu không sẽ gây nên nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, mặc dù cửu đế gia tộc chưa chắc sẽ sợ yêu tộc, giờ phút này nhân tộc cũng hoàn toàn lực áp yêu tộc, nhưng hắn giang giật tuyệt đối còn không có tư cách này, để tà gia cùng kiếm ra vì hắn làm to chuyện. Thứ hai con đường liền là đi huyết giả hung hải đông bên cạnh tiểu đại lục, tìm kiếm một cái không ai địa phương, ẩn thân tại đế cung bên trong tu luyện. Dạng này sẽ không sợ hung hải hải yêu tìm tới cửa. Chỉ là giang giật tiến vào đế cung, cái này đế cung tự không có cách nào thu nhỏ, thu nhập hỏa linh châu bên trong, còn được mở ra cấm chế, sẽ có khí hơi thuật tiết ra ngoài, bình thường võ giả tới gần tất nhiên sẽ phát hiện, đến lúc đó tin tức truyền đến đông hoàng đại lục, hai nhà người lặng yên đến, nói không chừng chết như thế nào cũng không biết một đầu cuối cùng đường, trốn xa, xa xa rời đi Đông Hoàng Đại Lục, hướng huyết giá hung hải Nam Bộ, hoặc là đi hung hải Đông bên cạnh vô tận biển sâu, rời đi Đông Hoàng Đại Lục xa xa, tìm không người hải đảo, trốn ở đế cung bên trong an tĩnh tu luyện. Ai, cái này chiêm tinh sư quá nhức cả trứng, giang giật cảm giác đau cả đầu, một người ngoại hình dễ dàng cải biến, tỉ như dùng bách biến mặt nạ, dịch hình đan loại hình, nhẹ nhóm cải biến ngoại hình. Vấn đề là linh hồn khí tức, thứ này căn bản không có cách nào cải biến, khi tức linh hồn của hắn bị rất nhiều người khóa chặt qua có thể đơn giản truyền cho chiêm tinh sư tiếp theo truy tung đến hắn hắn duy nhất may mắn chính là yêu hậu lưu cho hắn một cái kiện siêu thánh khí đế cung nếu như không có đế cung hắn đều không cần chạy trốn đứng đấy chờ chết đi đáng tiếc đế cung hắn không đi vào có thể thu lại đi vào đế cung chỉ có thể bảo trì nguyên lai lớn như vậy rất dễ dàng bị người phát giác được phó điện tại rất nhiều đại lục đều có phần điện Giang Dật tin tưởng còn lại gia tộc khẳng định cũng âm thầm khống chế rất nhiều đại lục. Tỷ như phi mã đại lục là kiếm gia, ám ảnh đại lục là chiến gia, coi như phượng minh đại lục, thiên tinh đại lục loại này nho nhỏ đại lục, võ điện đều có ẩn tàng phân đà tại kia. Nói một cách khác, toàn bộ thiên tinh giới lớn nhỏ đại lục cơ bản đều bị siêu cấp thế gia nắm trong tay, hắn một khi đi đại lục ở bên trên ẩn thân, rất dễ dàng bị người phát hiện, âm thầm bố cục lừa giết. Phượng Loan lông mày cũng thật sâu nhíu lên, nàng tin tưởng giang giật đang phiền não cái gì nhưng không bao giờ nàng cũng không có một lao vĩnh giật biện pháp đại nhân ngươi là đang nghĩ đi cái nào ẩn thân sao kim giao yêu đế đột nhiên mở miệng đem giang giật cùng phượng loan từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại giang giật đôi mắt sáng lên nói kim giao hẳn là ngươi biết hung trong nước có nơi tốt có thể tránh thoát hải yêu điều tra để chúng ta tạm thời ẩn thân không có kim giao tấm kia cứng nhắc mặt cười khổ một tiếng nói đại nhân người cũng không biết rõ cái này trong hải vực có bao nhiêu hải yêu toàn bộ huyết hải đều tại yêu tộc trong tay khống chế lại có địa phương nào là an toàn bất quá đại nhân nếu là có thể gia nhập tội đảo ta ra cùng kiếm ra người chắc chắn sẽ không tiếp tục đuổi giết tội đảo giang giật phượng loan liếc nhau đều mơ hồ giang giật trầm giọng hỏi nói rõ chi tiết nói tội đảo ở đâu vì sao gia nhập tội đảo hai nhà người liền sẽ không truy sát tội đảo tại vô tận biển sâu giang giật an nguy quan hệ đến kim giao sinh tử sở dĩ kim giao không dám có nửa điểm giấu giếm, từ đầu chí cuối giải thích một lần. Giang giật cùng Phượng Loan đôi mắt cũng càng ngày càng sáng, chờ kim giao giải thích hoàn tất về sau, hai người lần nữa liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vui mừng. Tội đảo, kỳ thật tại thiên tinh giới lừng lẫy nổi danh, nếu như là đông hoàng đại lục con dân, người người đều biết nơi này. Hơn 70 vạn năm, huyền đế nhất thống thiên hạ, liên hợp nhân tộc đối kháng yêu tộc. Huyền đế thượng vị lúc niên kỳ cũng không lớn, sở dĩ có chút rất nhiều gia tộc cũng không chịu phục cũng trong bóng tối làm mưa làm gió huyền đế bắt đầu cũng không thèm để ý đằng sau phát sinh một kiện đại sự mời ba cái đại gia tộc âm thầm cấu kết yêu tộc để yêu hoàng bọn họ liên hợp phục kích huyền đế lần kia huyền đế không chết nhưng quân đội nhân loại chết đi mấy chục triệu người huyền đế giận dữ đem kia mời ba cái siêu cấp gia tộc tộc trưởng cùng cường giả toàn bộ giết tộc nhân lưu vong đi đông hoàng đại lục phía đông vô tận trong biển sâu một mảnh hoang vu hải đảo trong đám đó làm bọn hắn đời đời kiếp kiếp ở trên đảo sinh tồn, vĩnh thế không phải bước vào Đông Hoàng Đại Lục. Vô tận biển sâu rất lớn, so huyết giá hung biển rộng lớn không chỉ gấp 10 lần, nơi đó hải vực tựa như vĩnh viễn không có cuối cùng, cho nên ra lệnh cho tên vô tận biển sâu. Nơi đó hải yêu tràn lan, các loại kinh khủng thiên tai không ngừng, phi thường bất lợi cho nhân loại sinh tồn. Tại Đông Hoàng Đại Lục con dân trong mắt, kia mời ba cái siêu cấp gia tộc tộc nhân khẳng định hội toàn bộ chết hết, kia phiến hòn đảo cũng sẽ biến thành chết đảo. Nào biết kia mời ba cái gia tộc tộc nhân chật vật sống tiếp được, đời đời kiếp kiếp không ngừng cùng hải yêu chống lại, cuối cùng còn cùng vô tận biển sâu yêu hoàng đạt thành hiệp nghị, lẫn nhau không xâm phạm. Huyền đế sau khi phi thăng, mời ba tộc trưởng của đại gia tộc Liên Hợp tuyên bố thông cáo, bọn hắn tuân thủ ước định ban đầu, vĩnh thế sẽ không bước vào đông hoàng đại lục, nhưng huyền đế hậu nhân cùng cửu đế gia tộc hậu nhân cũng nghiêm cấm bước vào kia phiến hòn đảo, nếu không giết chết bất luận tội. Này thông cáo vừa ra, đông hoàng đại lục một mảnh xôn xao cửu đế gia tộc phái ra liên quân, rất nhiều lão gia hỏa đều xuất động, chuẩn bị đem kia phiến hòn đảo huyết tẩy một lần. Kết quả, đại quân trở về một nửa, cửu đế gia tộc hành quân lặng lẽ, xám xịt trở về, cái gì cũng không nói. Đằng sau cửu đế con em của gia tộc tộc nhân, từ đây không còn có người dám bước vào kia phiến hòn đảo. Kia phiến hòn đảo, đông hoàng đại lục người xưng hô là tội đảo, ý tứ 13 nhà tộc nhân đều là tội nhân, kia phiến hòn đảo là tội ác chi địa. Trên thực tế, Tội đảo ở phía sau mấy chục vạn năm diễn hóa, cũng hoàn toàn chính xác biến thành hữu danh vô thực tội ác chi địa. Bởi vì Đông Hoàng Đại Lục rất nhiều cường giả đắc tội cửu đế gia tộc, hoặc là đắc tội đại lục thượng cổ thế gia, tại Đông Hoàng Đại Lục lăn lộn không dưới lúc đều sẽ đi tội đảo. Bởi vì chỉ cần đi vào tội đảo tự an toàn, cửu đế gia tộc người cũng không dám vào tội đảo, bình thường gia tộc dám vào đi chịu chết. Theo tội trong đảo ra người, cũng tin đồn bên trong là tội ác thiên đường, Tại tội trong đảo ngoại trừ trong thành trì không cho phép nhúc nhích tay bên ngoài, bất kỳ cái gì địa phương đều có thể giao chiến, có thể cướp bóc, có thể giết người, coi như ngươi ở cửa thành bên ngoài gian sát một thiếu nữ, trong thành trì quân đội cũng sẽ không quản ngươi. Tội trong đảo không có luật pháp, duy nhất một đầu liền là trong thành trì không thể động thủ, duy nhất chuẩn tắc chính là cường giả vi tôn, cường giả có thể muốn làm gì thì làm. Nơi đó không có đạo đức mà nói, chỉ cần thực lực ngươi cường giả ngươi đem mấy ngàn mấy vạn người từng bước từng bước lăng trì xử tử đều được, không ai sẽ quan tâm ngươi. Sở dĩ, tội trong đảo cũng rất nguy hiểm, dám vào nhập tội đảo người, hoặc là đang buộc không có đường có thể đi, hoặc là hắn chính là cường giả, bởi vì kẻ yếu ở bên trong sống không quá 10 ngày. Đi, đi tội đảo, Giang giật chỉ là suy tư một lát tự làm xuống quyết định, hắn không tính cường giả, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn như muốn tiếp tục sống, như nghĩ trở nên mạnh hơn, như muốn cứu hồi trở lại tô như tuyết, như nghĩ hủy diệt võ điện, chỉ có đi tội đảo. chương 648, đạo khác biệt, không còn là mưu. Đông Hoàng Đại Lục gần nhất rất náo nhiệt, huyền thần cung ra huyền thần Sơn, lệnh làm vô số võ giả tâm trí hướng về, cửu đế gia tộc cũng truyền ra thông cáo, không còn phong tỏa huyền thần Sơn, bất kỳ cái gì kim cương cảnh võ giả đều có thể nếm thử lên núi thu hoạch được cơ duyên, bất quá mỗi người chỉ có một lần cơ hội, như không có cơ hội leo lên núi đỉnh, về sau rốt cuộc không có cơ hội leo núi, đây không phải cửu đế gia tộc hẹp hòi, là bởi vì coi như cửu đế gia tộc cường giả, không thể đi lên liền lên không đi. Chín nhà tộc trưởng cửu vị đế hoàng đều nếm thử qua, không ai có thể leo lên núi đỉnh, nhiều nhất chỉ có chiến gia lão tộc trưởng lên giữa sườn núi, có thể thấy rõ ràng Huyền Thần cung toàn cảnh, người còn lại chỉ có thể nhìn thấy Huyền Thần cung một góc. Còn như vì sao hạn chế kim cương cảnh, là bởi vì kim cương cảnh phía dưới võ giả nếu muốn cưỡng ép leo núi, kia chỉ có một con đường chết. Huyền Thần cung mỗi lần mở ra, đều chỉ có kim cương cảnh cường giả mới có thể tiến nhập, điều này nói rõ không có bước vào cường giả điện đường võ giả, huyền đế cũng không hội cho phép hắn đạt được chính mình truyền thừa. Cửu đế con em của gia tộc gần như đều nếm thử qua, không ai có thể lên sơn, cái này huyền thần cung giống như tiên cung sừng sững tại huyền thần sơn chi đỉnh, phàm nhân căn bản không có cơ hội đạp vào đỉnh núi đạt được tiên duyên. Cửu đế đều hiểu, muốn đạt được huyền thần cung, chỉ dựa vào thực lực là không được, muốn nhất định phải đạt được huyền đế tán thành nếu không cả một đời đều không có cơ hội đặt chân đỉnh núi. Còn làm thế nào chiếm được huyền đế tán thành vậy ai cũng không biết, chỉ có thể nhìn người tạo hóa cùng cơ duyên. Còn có một việc, cũng làm cho Đông Hoàng Đại Lục một mảnh xôn xao. Tà Phi cùng kiếm vô ảnh đều trở về, bất quá mang đến cường giả không có còn lại mấy cái, thần văn sư cùng chiêm tinh sư đều vẫn lạc, hai người cũng không có giấu giếm, hoặc là vạn vẹo thất bại sự thật. Cửu đế gia tộc tử đệ, trong khung đều có ngạo khí, bọn hắn có thể tiếp nhận thất bại, nhưng tuyệt đối sẽ không làm giả nói láo, khinh thường giấu giếm vặn vẹo sự thật. Thất bại tiểu thất bại, không có gì tốt giấu giếm, cùng lắm thì quay đầu đem cái này khuất nhục rửa sạch. Đây chính là cửu đế gia tộc tử đệ ngạo khí cùng khí khái, cũng chính là bọn hắn chín nhà chỗ cường đại. Nhìn thẳng vào chính mình thất bại, chưa từng trốn tránh, chưa từng e ngại khiêu chiến. Cửu đế gia tộc truyền thừa hơn 70 vạn lâu năm kinh không suy, vẫn là có đạo lý. Một cái gia tộc ra đời một cái nghịch thiên cường giả, kia rất dễ dàng quật khởi, nhưng muốn vạn thế vinh hoa, vậy bọn hắn gia tộc nhất định phải có một loại tinh thần truyền thừa, nhất định phải có nghiêm khắc bồi dưỡng hậu đại một bộ tộc pháp. chỉ có nhiều đời không ngừng sinh ra cường giả cùng nhân tài, mới có thể để cho gia tộc vĩnh viễn cường đại. cùng lúc đó, giang giật danh tự lần nữa truyền khắp đông hoàng đại lục, có thể tại huyền thần cung nội lực áp tà phi y thiền bọn người, hiện lại để cho tà phi cùng kiếm vô ảnh thất bại tan tác mà quay trở về, mặc kệ hắn là vận khí cũng tốt là quỷ kế cũng được, chỉ ít hắn làm được. Rất nhiều chuyện mọi người thường thường không thích nhìn qua trình chỉ, chỉ chú trọng kết quả, được làm vô thua làm giặc, có thể cười đến cuối cùng liền là anh hùng. Đương nhiên, vẫn là không ai nhìn kỹ giang giật, thậm chí có người mở ra bàn khẩu, chắn hắn còn có thể sống bao lâu. Cuồn cuộn trong dòng sông lịch sử, không thiếu có kinh tài tuyệt diễm thiên tài, cũng có rất nhiều nhân lực áp cửu đế gia tộc tử đệ, thậm chí còn có cường nhân, giết không ít cửu đế gia tộc tử đệ tộc nhân nhưng cuối cùng những người này cơ bản đều đã chết, mà cửu đế gia tộc một mực đứng ngạo nghễ tại Đông Hoàng Đại Lục, cười nhìn phong vân. Truyền thừa hơn 70 vạn cổ lão thế gia, mà lại chưa hề suy yếu qua, bọn hắn cửu đại gia tộc có nội tình mạnh bao nhiêu gia tộc của bọn hắn có bao nhiêu cường giả có bao nhiêu ẩn tàng thế lực không ai biết rõ, cũng chưa từng có người nào có thể bước ra bọn hắn thực lực chân chính. Đừng nói giang giật loại này tôm cá nhãi nhép, liền xem như một đại gia tộc, dám can đảm cùng cửu đế gia tộc đối nghịch, Cửu Đế gia tộc chỉ cần tùy ý rũi ra một cái tiểu xúc tu, lộ ra một góc của băng sơn thực lực liền có thể đem nó nghiền ép thành bột mịn, làm hắn vạn kiếp bất phục. Tà phi cùng kiếm vô ảnh là hai nhà đời thứ ba ưu tú nhất con em không sai, nhưng bọn hắn có thể điều động lực lượng quá ít quá ít. Cửu đại gia tộc tộc pháp xâm nghiêm, Tà phi lão cha, Tà gia đương đại gia chủ có thể điều động lực lượng đều chỉ là một góc của băng sơn, mà lại liền xem như Tà gia lão tộc trưởng đương đại Tà đế cũng không thể điều động Tà gia toàn bộ lực lượng muốn để tà ra cái này to lớn máy móc động, vậy cần gia tộc 12 tên Thái Thượng trưởng lão chúng qua nửa đồng ý. Ta ra Thái Thượng trưởng lão là người phương nào, ngoại nhân không biết, tự liền tà phi cũng không biết, rất chí tà gia thế lực cụ thể có bao nhiêu cường đại, tà phi căn bản không có tư cách biết rõ. Còn lại gia tộc cũng là như thế, loại này quái vật khổng lồ có gia tộc mình xâm nghiêm tộc Pháp, hết thảy đều theo tộc Pháp chấp hành, coi như bất luận cái gì một đời gia chủ tộc trưởng phạm sai lầm, cũng sẽ không để gia tộc vạn kiếp bất phục, gia tộc bọn họ cũng có thể vĩnh thế hưng thịnh. Đây chính là cửu đế gia tộc, cửu cái cự cử vô phách, không người có thể nhiếp kỳ phong mũi nhọn cự vô phách. Người nói giang giật một cái nho nhỏ tạp ngư, có thể trốn qua hai cái cự vô phách vô tình nghiền ép. Không xuất chúng người dự kiến, tại ta phi cùng kiếm vô ảnh trở về gia tộc về sau, hai nhà đều bắt đầu chuyển động, các gia tộc trinh sát dò xét đến, tà đế thành cùng kiếm đế trên thành uổng phí không ngừng tỏa ra ánh sáng, trọn vẹn mở ra năm đầu hư không cổ đạo, năm con tà đế quân cùng kiếm đế quân phân biệt tiến vào hư không cổ đạo bên trong. Mỗi cái tiểu đội đều có chiêm tinh sư cùng thần văn sư, mỗi lần tiểu đội thiên quân cường giả 30 người, phân biệt bởi ba tên cao giai thiên quân dẫn đội, hai nhà hết thảy 300 thiên quân xuất động, chỉ vì rửa sạch giang giật giao phó hai nhà sỉ nhục. 300 thiên quân, cái này đủ để cho một cái thượng cổ thế gia vì đó run sợ con số, lại chỉ vì truy sát giang giật một người có thể thấy được hai nhà chi nổi giận. Đương nhiên giang giật trên người độn thiên cùng hỏa vân khải, cũng là hai nhà xuất động nhiều người như vậy nguyên nhân. Kỳ thật, tại ta ra cùng kiếm ra đại quân vừa động lúc, vũ gia đổ ra cũng bí mật điều người. Giống như tin tức này cũng truyền ra lời nói, khẳng định sẽ khiến toàn bộ đông hoàng đại lục sôi trào, từ đại siêu cấp gia tộc liên thủ truy sát một người, giang giật cũng coi như vạn năm qua người thứ nhất. Nhưng mà, tại đại quân vừa mới xuất động năm ngày, toàn bộ đại quân đều lặng yên trở về, đại quân sau khi trở về hai nhà cũng không có công bố đã chu sát giang giật, ngược lại trầm mặc, cái này khiến rất nhiều quan tâm việc này lớn nhỏ gia tộc rất là kinh ngạc, nhao nhao suy đoán không thôi. Tại rất nhiều gia tộc siêu tập một chút manh mối về sau, rất nhanh đến mức có kết luận, hai đại gia tộc truy sát giang giật thất bại. Cũng không phải là giang giật thực lực quá mạnh, mà là giang giật tiến vào một cái cửu đế gia tộc không dám vào nhập địa phương, tại hai ngày trước giang giật tiến vào tội đảo phụ cận hải vực. Tại một cái tham gia qua huyền thần cung đoạt bảo, đối khốn long thảo độn thiên hỏa vân khải nhớ mãi không quên thượng cổ thế gia, mời một tên chiêm tinh sư dò xét thoáng cái giang giật phương vị về sau, rất nhanh khẳng định điểm này, giang giật thời khắc này xác thực tại tội đảo phụ cận hải vực. Tội đảo đáng tiếc một nhân tài, huyền đế thành một gian lịch sử tao nhã trong biệt viện, một tên để chân trần trong sân tưới hoa thiếu nữ xinh đẹp u u thở dài, đôi mắt trong sáng bên trong hiện lên vẻ thất vọng cùng ảm đạm. Ai, cùng một thời gian, thành nội một cái khác xa hoa trong đại viện, một tên mang theo quỷ vương thấy mặt vô thiếu nữ tóc tím nhận được tin tức về sau, con người ảm nhiên bất đắc dĩ thở dài. Nàng kinh ngạc đứng ở trong sân trọn vẹn nửa nén hương thời gian, theo thời gian trôi qua, ánh mắt của nàng dần dần lạnh xuống, đối đưa tin thiên quân võ giả âm thanh lạnh lùng nói, truyền lệnh xuống, về sau giang dật tin tức không cần tìm hiểu. Doãn nhược băng cùng y thiền không hẹn mà cùng tới huyền đế thành, chỉ vì tìm các nàng phụ thân, nghĩ biện pháp mời chào giang dật. Đáng tiếc mấy tháng, hai nhà gia chủ đều bề bột nhiều việc, các nàng đều không có cơ hội nói việc này. Mà giờ khác này, thì không cần nói. Bởi vì tiến vào tội đảo võ giả, 10 cái có cửu cái ra không được. Trọng yếu nhất chính là cửu đế gia tộc đều có tộc pháp, nhập qua tội đảo võ giả, là tuyệt đối không thể nhận nhập gia tộc. Đạo khác biệt, về sau không còn là mưu. chương 649, Thần Tứ Bộ Lạc, Giang giật thời khác này xác thực đến tội đảo phụ cận hải vực. Hắn tại huyết giả hung hải chữa thương sau gần nửa canh giờ, lập tức thả ra độn thiên thần kỹ, vượt ngang hơn 2.000 vạn lý, đã tới hung hải đông bên cạnh thiên long đại lục. Giang giật vận khí không tệ, hắn xuất hiện địa điểm tại một cái trên hoang dã, hắn dò xét một phen, to gan lấy ra đế cung, cứ như vậy nghênh ngang tại đế cung bên trong nghỉ ngơi tiếp tục chữa thương. Đế cung không có qua quá lâu tự bị phát hiện, bất quá võ giả sao có thể công phá đế cung phòng ngự, chờ bọn hắn báo cáo tới một đám kim cương cường giả về sau, giang giật thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm. Hắn không có khai chiến, thu lấy đế cung xé rách hư không mà đi, lần này trực tiếp đã tới vô tận biển sâu biên giới. Đồng dạng, Giang giật xác định phụ cận không có cường đại hải yêu về sau, để Kim Giao đi dò đường, chính mình vào đế cung tính dưỡng khôi phục, chờ Kim Giao xác định phương vị về sau, tiếp tục độn thiên, hắn mỗi lần cũng không dám độn hành quá xa khoảng cách, dạng này thân thể liền sẽ không phản vệ quá nghiêm trọng, gặp nguy hiểm tùy thời có thể dùng thoát đi. Cứ như vậy, hắn một đường độn hành, đến tội đảo khu vực phụ cận. Đến nơi này, hắn không dám tiếp tục độn thiên, hắn thần niệm dò xét một phen, xác định phụ cận không ai đuổi theo về sau, hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, một đường nhắm hướng đông bên cạnh bay đi. Tại cái này trong trạng thái, nếu là có địch nhân theo hư không cổ đạo bên trong ra, hắn trong nháy mắt có thể biết, cũng có thể sớm độn thiên mà đi, lần trước tại móc câu hư thú trong địa bàn, hắn chính là như vậy sớm dò xét đến. Kỳ thật, Giang giật tiến vào kề bên này hải vực sau tự hoàn toàn không cần lo lắng, cũng chính là bởi vì hai nhà chiêm tinh sư dò xét đến hắn đến nơi này, hai nhà mới nửa đường thu binh. Tội đảo, kia là tội ác chi địa, cửu đế con em của gia tộc khinh thường tới gần nơi này, tộc pháp quy định cũng không thể tới gần tội đảo phụ cận phương viên trăm vạn lý. Sở dĩ giang giật một đường bay đến rất là an toàn, càng quỷ dị chính là, kề bên này liền cường đại hải yêu đều không có, nhiều nhất chỉ có một ít tam giai cấp thấp hải yêu. Tội đảo chỉ cũng không phải là một cái đảo, ngược lại nơi này có rất nhiều đảo, lớn nhỏ hòn đảo trọn vẹn đủ trên trăm cái. Nơi này hải đảo rất kỳ dị, 10 cái hòn đảo tụ tập cùng một chỗ, hình thành cửu cái trường sa hình đảo quần, cửu cái trường xa hình đảo quần đầu rắn đều là tụ tập cùng một chỗ, quay chung quanh trung tâm một cái cự đại hải đảo, hình thành một bức tự nhiên cửu long đoạt châu địa hình. Địa hình này cũng không phải là phổ thông địa hình, trên thực tế tội đảo chính là bởi vì địa hình này mới tồn tại đến nay, năm đó 13 nhà tộc bị lưu đày tới đây, suýt nữa toàn bộ bị diệt tộc, cuối cùng nhất tộc ra một tên tuyệt thế nhân tài, Tại trên hải đảo này bố trí một cái tuyệt thế đại trận Cửu Long Diệt Thần trận. Chính là đại trận này, để 13 nhà tộc cường giả chống cự hải yêu từng lớp từng lớp công kích, cuối cùng còn cùng vô tận biển sâu yêu tộc đạt thành hiệp nghị, không xâm phạm lẫn nhau. Đương nhiên, yêu tộc sở dĩ nguyện ý đạt thành hiệp nghị, là bởi vì 13 nhà tộc cùng yêu tộc đều có cùng chung một địch nhân, Huyền Đế. Lúc ấy yêu tộc bị Huyền Đế xuất lĩnh nhân tộc giết kêu khổ thấu trời, rất nhiều đại yêu bị đuổi ra khỏi Đông Hoàng đại lục, tiến vào vô tận biển sâu có cùng chung địch nhân cái kia chính là bằng hiếu, 13 nhà tộc cùng vô tận biển sâu yêu tộc đạt thành hiệp nghị, không chỉ có không lẫn nhau xâm phạm, như đông hoàng đại lục nhân tộc đại quân công kích bất kỳ bên nào, đều sẽ lẫn nhau trợ giúp, đây cũng là cửu đế gia tộc tiêu diệt toàn bộ tội đảo thất bại nguyên nhân một trong. Giang giật cũng không biết những chuyện này, sở dĩ hắn mờ mịt tiến lên, phát hiện phụ cận hải vực một cái yêu vương đều không có, cảm giác có chút buồn bực. Hắn tốc độ phi hành cũng không nhanh, sát mặt biển phi hành, trên người hỏa vân khải ẩn vào thể nội, nhìn tựa như một cái bình thường kim cương nhị trọng võ giả. Cái này tội đảo uy danh bên ngoài, hắn không dám quá kiêu căng, y thiền nói rất đúng, ở bên ngoài giống như cao điệu, thường thường sẽ chết rất nhanh, tội đảo là trước mắt hắn duy nhất có thể an thân địa phương, hắn nhất định phải tại cái này đứng vững cước, lại chậm chậm mưu toan. A à xương sương lên, lần nữa đi về phía trước ngàn dặm tả hiếu, phía trước trên biển xuất hiện từng đợt nồng vụ, để bầu trời cùng mặt biển đều trở nên một mảnh trắng xóa, nhưng tầm nhìn cực thấp, hắn dò xét thần thức sau cũng hơi kinh hãi, thần thức lại dò xét không được. Cái này xương trắng hẳn là cấm chế làm ra, chẳng lẽ là nhanh đến tội đảo. Giang giật suy tư một trận, dứt khoát tiếp tục hướng phía trước bay đi, đã đến nơi này hắn cũng không có đường lui, chỉ có nghĩ biện pháp gia nhập tội đảo, tại tội đảo đứng vững cước. Hưu, tại hắn thân thể mới vừa tiến vào xương trắng phạm vi lúc, hắn cảm giác không gian có chút sóng gió nổi lên, ngay sau đó một cỗ lực lượng cường đại bao phủ tại hắn thân thể, hắn biến mất ở giữa không trung truyền tống cấm chế, hắn cảm giác bạch quang lóe lên, ra một cái tiểu hải trong đảo, hòn đảo nhỏ này quá nhỏ, một chút đều có thể nhìn thấy bốn phía hải vực, đoán chừng chỉ có phương viên khoảng 10 dặm, hải đảo hoa cỏ cây cối thanh thúy tươi tốt, cảnh sắc ngược lại là cực đẹp. Hắn không tâm tư đi xem cảnh vật, ánh mắt khóa chặt phía trước một cái màu đen tòa thành, hắn tại tòa thành bên trong cảm nhận được rất nhiều khí thức cường đại, bên trong thiên quân ít nhất có 30 tên. Truyền tống trận là tại một khối thanh thạch trên quảng trường, bốn phía một mảnh quạnh quẽ, chỉ có phía trước có một tòa lâu đài nhỏ, hắn không biết tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì, chỉ là bản năng đề phòng, tùy thời chuẩn bị chiến đấu cùng thoát đi. Xa xa xa, tòa thành bên trong vang lên mấy đạo tiếng bước chân, năm cái người mặc áo giáp màu trắng võ giả trầm mặc đi ra tòa thành, những này bạch giáp đều có xinh đẹp đặc biệt hoa văn, hẳn là một loại gia tộc đặc thù chiến giáp. Năm người đi ra bốn người không nói chuyện, chỉ có một tên hơi lớn tuổi, thực lực đạt tới cao giai thiên quân võ giả lạnh lùng mở miệng nói, người trẻ tuổi, hoan nghênh ngươi đi vào thần tứ bộ lạc, ngươi như muốn gia nhập bộ lạc, cần một người giao phó hai ngàn thiên thạch, hoặc là lao dịch một năm, nếu không muốn gia nhập bộ lạc, có thể rời đi hải đảo, ngươi đem tự động sẽ bị truyền tống ra ngoài. Thần tứ bộ lạc, Giang giật mơ hồ nháy nháy mắt, hỏi, nơi này không phải tội đảo sao làm sao biến thành thần tứ bộ lạc. Hừ, lão giả bên cạnh một người trung niên võ giả hừ lạnh một tiếng, ánh mắt u u khóa chặt Giang giật nói, người trẻ tuổi, tội đảo là đông hoàng đại lục đối với chúng ta khinh nhờn, người nếu dám nhắc lại hai chữ này, giết chết bất luận tội. Nhớ kỹ, nơi này gọi thần tứ bộ lạc, là thần ban ân cho chúng ta tỉnh thổ. a à, tại hạ không biết, đại nhân xin thứ tội. Giang giật bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng ái náy chắp tay nói, lập tức có chút thịt đau theo cổ thần nguyên trong nhẫn lấy ra hai ngàn thiên thạch, hướng lão giả đưa tới, nào biết lão giả kia lại lắc đầu nói, không phải hai ngàn, mà là một vạn tám ngàn thiên thạch. Người hẳn là có một cái không gian thần khí A à, các ngươi tổng cộng là 7 người, hai cái yêu thú, sở dĩ tổng cộng là một vạn tám ngàn thiên thạch còn như còn có hai cái tiểu thú theo lệ lạc quy củ tựu không thu thiên thạch ách giang giật linh hồn chấn động cái này tội đảo người tốt cường đại thần thông đế cung bên trong có bao nhiêu người lại đều có thể dò xét đến tự liền tiểu phỉ cùng đào một thú thế mà cũng có thể dò xét đến rõ ràng một vạn tám ngàn thiên thạch giang giật âm thầm kêu khổ cái kia đến nhiều như vậy thiên thạch nguyên bản hắn tại hạ vũ thành bên trong đào móc một đầu thần mạch nhưng chỉ có thể tới hơn một ngàn thiên thạch chính hắn tiêu hao không ít Tô Như Tuyết cũng dùng một phần bồi dưỡng một nhóm thần du cường giả. Đằng sau Phượng Loan cho hắn một chút, hắn lại cho tiền vạn quán một ngàn, hắn giờ phút này trên thân chỉ có ba ngàn thiên thạch. Trước kia hắn cũng không thèm để ý thứ này, dù sao thân thể của hắn luyện hỏng, cho hắn thiên thạch cũng không luyện hóa được, hắn cũng không dám luyện hóa. Ba ngàn thiên thạch, vậy chỉ có thể vào một người, hoặc là toàn bộ đi làm khổ dịch, cái này tội trong đảo tình huống như thế nào đều không rõ ràng, làm khổ dịch là bị quản chế tại người, rất dễ dàng bị người tùy ý bóp chết. Giang giật lâm vào cảnh lưỡng nan, chương 650, thiên lôi đảo. Sớm biết, tại chu tùy nơi đó dọa dẫm một chút liền tốt. Giang giật không có sông sáo qua phía ngoài đại lục, không biết ở bên ngoài cái gì đều muốn thiên thạch, giờ phút này thoáng cái không biết làm sao bây giờ. Một lát sau hắn con người nhất chuyển, lấy ra đế cùng đem Phượng Loan truyền tống ra, hỏi, Phượng Nhi, người cái kia còn có thiên thạch sao vào nơi này một người cần hai ngàn thiên thạch, Ta đây chỉ có ba ngàn thiên thạch, ta cùng thanh ngư thiên thạch đều cho ngươi. Ta cái này không có. Phượng Loan cũng trợn tròn mắt, nàng tu luyện cũng không cần thiên thạch. Nàng trước kia là Phượng Minh Đại Lục Đại Đế, cái nào cần thiên thạch a? Phượng ra ngược lại là có thiên thạch, vấn đề luôn không khả năng vượt ngang ức vạn lý. Hồi trở lại Phượng Minh Đại Lục đi lấy a vạn nhất nửa đường lại bị truy sát đâu. Lão giả lạnh lùng mở miệng nói, thật xin lỗi, bộ lạc quy định hai ngàn thiên thạch chỉ có thể vào một người, nếu các ngươi cũng không đủ thiên thạch hoặc là rời đi, hoặc là chỉ có thể đi lao dịch một năm. Giang giật đế cung lại là lóe lên, đem kim dao tung ra ngoài, hỏi kim dao, người có thiên thạch sao? Không có, kim dao mắt khốt khốt nhìn qua giang giật nói, đại nhân, ta là yêu tộc, trước kia cũng là đi theo lão chủ nhân, làm sao có thể có thiên thạch? Giang giật triệt để không cách nào, còn người nhất chuyển cùng lão giả chắp tay nói, đại nhân, ta có thể sử dụng bảo vật thế chấp hoặc là đổi lấy thiên thạch sao? Lão giả hờ hứng gật đầu nói, thế chấp không được, đổi lấy có thể, một kiện thánh khí 500 thiên thạch, siêu thánh khí 5.000 thiên thạch, ngụy thần khí 10 vạn thiên thạch, người muốn bán cái gì? Giang giật cùng Phượng Loan Kim giao lướt nhau, ba người đều không còn gì để nói, cái này tội đảo quả thực là làm thịt người không muốn sống a. À. Siêu thánh khí mới 5.000 thiên thạch nói một cách khác, đế cung mới giá trị 5.000, hỏa long kiếm giống như bị phán đoán là thánh khí, cái kia giá trị 500 hỏa vân khải mới giá trị 10 vạn, bọn hắn vì sao không đi cướp? Giang giật bảo vật cũng không nhiều, thánh khí ngược lại là có một ít, Phượng Loan cùng Thanh Ngư đoán chừng siêu thánh khí khẳng định có, nhưng Giang giật không có khả năng bắt các nàng bảo vật đi bán lấy tiền. Thiên thạch không đủ, hắn cũng không có khả năng đơn độc đi vào, hoặc là mang một hai người đi vào, đã đi ra tới, Phượng Loan cùng Thanh Ngư tự nguyện làm nô đi theo hắn, hắn làm sao có thể vứt xuống các nàng mặc kệ. Thế là Giang giật chỉ có thể chắp tay nói, đại nhân, không biết cái này lao dịch làm sao chấp hành sẽ hay không gặp nguy hiểm. Lão giả trầm giọng trả lời, Lao dịch rất đơn giản, bên này là đi thiên lôi đảo đảo lôi thạch, còn như nguy hiểm. Tại thần tứ bộ lạc, ngoại trừ trong thành trì bất kỳ địa phương nào đều là nguy hiểm, các người dám đến đây có tâm lý chuẩn bị. Đương nhiên, các người chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, bình thường là nhưng tại thiên lôi thành bên trong ở lại, thành nội rất an toàn, ra khỏi thành chúng ta cũng mặc kệ, sống hay chết xem các người vận khí cùng thực lực. Có thành trì, giang giật cùng phượng loan đôi mắt sáng lên, không đi đào kia cái gì lôi thạch lúc có thể trong thành ở lại kia rất không tệ a à, còn như ra khỏi thành rất nguy hiểm, chính như lão giả này nói, tội trong đảo địa phương nào không nguy hiểm. Giang giật nhẹ gật đầu, lần nữa chắp tay nói, xin hỏi đại nhân, chúng ta nhiều người như vậy nhiệm vụ, có thể cùng một chỗ hoàn thành sao tỉ như một mình ta đảo lấy tất cả mọi người tất giao lôi thạch. Có thể, lão giả hơi không kiên nhẫn khua tay nói, cuộc thể ngươi đi thiên lôi đảo liền biết, là đi hay ở lập tức quyết định. Ừm, chúng ta nguyện ý phục một năm lao dịch. Giang giật cùng Phượng Loan liếc nhau, làm xuống quyết định. Lão giả hướng bên cạnh một vị võ giả hạ lệnh, lục không phải là, dẫn bọn hắn đi thiên lôi đảo. Nói xong lão giả mang theo còn lại ba người đi vào tòa thành, còn lại một người trung niên dâu quai nón thiên quân võ giả, lạnh lùng đối Giang giật nói các ngươi đi theo ta. Giang giật âm thầm gật đầu, cái này tội đảo quân đội tố chất vẫn còn rất cao, những cường giả này nhìn thấy Phượng Loan mặc dù đôi mắt sáng lên, nhưng cũng không có thần sắc. Mà lại đế cung khi rút tay ra, mọi người cũng căn bản không có để ý. Tội đảo có thể kéo dài mấy chục vạn năm, xem ra kia mời ba cái gia tộc cũng rất có một bộ, nghiêm dùng kiềm chế bản thân, dạng này mới có thể có công tín lực, tội đảo con dân mới có thể tin phục, nếu không sớm đã bị lật đổ thống trị địa vị. Hưu, sâu quai nón hướng đảo nhỏ đông bộ bay đi, giang giật ba người vội vàng đi theo phía sau, ba người trầm mặc không nói, thần thức bốn phía dò xét, nếu muốn ở cái này hảo hảo sống sót, vậy thì nhất định phải đối với nơi này có đầy đủ hiểu rõ hải đảo bốn phía là một mảnh minh mông hải vực, cùng bên ngoài cũng không hề khác gì nhau, bất quá giang giật cùng phượng loan ngược lại là dò xét đến đảo nhỏ Tây Phương, bên kia có một mảnh nồng vụ, tội đảo phụ cận hẳn là đều bị loại này nồng vụ bao phủ. Một khi tới gần đều sẽ bị truyền tống vào trong đảo, cái này tội đảo liền giống với một tòa cự đại thành trì, nồng vụ đây là ngăn cách trong ngoài tường thành. Mọi người tốc độ phi hành không tệ, nhưng trọn vẹn bay hai canh giờ, phía trước còn không có nhìn thấy hải đảo, giang giật cùng Phượng Loan đều âm thầm kinh dị, cái này tội đảo phụ cận hải vực đến tột cùng lớn bao nhiêu a à? lần nữa bay một canh giờ cảnh sắc sốt cục biến ảo phía trước ẩn ẩn truyền đến từng đạo tiếng oanh minh giang giật cùng phượng loan từ xa nhìn lại cũng có thể nhìn thấy từng đạo bạch quang không ngừng vạch phá bầu trời hướng một cái chấm đen nhỏ đánh xuống chẳng lẽ cái kia chính là thiên lôi đảo cái này đại ban ngày cũng xét đánh hơn nữa còn không mưa a à? giang giật mơ hồ nhìn vài lần theo không ngừng tới gần kia tiếng sấm càng lúc càng lớn thiểm điện cũng càng ngày càng rõ ràng chấm đen nhỏ từ từ phóng đại, phía trước xuất hiện một cái cự đại hòn đảo. Nơi này thật kỳ quái, tại sao lại không ngừng có lôi điện đánh xuống, địa phương còn lại nhưng không có. Càng đến gần, hai người càng là kinh nghi bất định, phía trước cũng không có trời mưa, bầu trời xanh thẳm vạn lý không mây, hết lần này tới lần khác tự có lôi điện theo dưới 9 tầng trời bắn vào, không ngừng đánh xuống hải đảo bên trong, gần như một cái chớp mắt thời gian tự có một đạo lôi điện đánh xuống, chưa từng ngừng chẳng lẽ hải đảo bên trong có thứ gì khả năng hấp dẫn thiên lôi? Giang giật xa xa nhìn ra xa, không dám nhô ra thần thức hướng hải đảo bên trong dò xét, hắn còn dặn dò Phượng Loan cùng Kim Giao phải khiêm tốn, cái này trong đảo ai biết là tình huống như thế nào, nếu là loạn tràn ra thần thức dò xét, chọc giận tới đại nhân vật, vậy sẽ phải ngòm củ tỏi. Càng ngày càng gần, hải đảo này cũng hoàn toàn hiện ra ở ba người trước mặt, nhìn từ xa hải đảo này rất nhỏ, cho tới gần mới biết được hải đảo này kỳ thật rất lớn, mà lại hải đảo này là hẹp dài hình ba người mơ hồ có thể nhìn thấy hải đảo dọc theo đi phía đông không nhìn thấy cuối cùng cũng không biết dài bao nhiêu hiu không đợi mọi người tới gần bờ biển một cái tòa thành bên trong mấy chục đạo nhân ảnh tựu bắn ra toàn bộ đều là mặc màu trắng chiến giáp cùng cái này dâu quai nón thiên quân đồng dạng chiến giáp bên trên có hoa lệ văn lộ đây cũng là một cái siêu cấp gia tộc thống nhất đồng phục tham kiến lục không phải là thống lĩnh mấy chục người bên trong ngoại trừ một tên thiên quân cường giả bên ngoài còn lại đều là kim cương võ giả, kim cương võ giả cùng nhau hướng lạc má võ giả hành lễ, kia dẫn đội thiên quân võ giả thì lạnh lùng nói ra, lục không phải là có người mới a, à. ừm cửu cái lao dịch nửa năm, dâu quai nón lạnh lùng nói, sau đó trầm giọng cùng giang giật quát, đem đế cung bên trong tất cả mọi người cùng linh thú đều phóng xuất, kia hai cái cấp thấp linh thú tự miễn đi, cái này giang giật có chút trần chờ, giang tiểu nô cùng tiền vạn quán thế nhưng là đang bế quan a, à, nếu là cưỡng ép đem các nàng đánh thức. Nói không chừng sẽ ảnh hưởng hai người tu luyện, chiến vô song giống như cũng bế quan, tại tìm hiểu đạo văn. Hư muốn tìm cái chết sao? Sâu quai nón lục thống lĩnh không nói chuyện, đối phương tên kia Thiên Quân quát lạnh nói, thần tứ bộ lạc cũng không phải bên ngoài, không nghe hiệu lệnh tự cút ra ngoài cho lão tử. Chương 651, quy tắc ngầm. Chanh chanh, sau lưng mấy chục kim cương quân sĩ toàn bộ rút ra chế thức chiến đao, phía trên quang mang lưu chuyển, rõ ràng là thánh khí, cái này tội đảo quả nhiên tài đại khí thô liền phổ thông quân sĩ đều dùng thánh khí. Bất quá ngấm lại vào đây một người liền là 2.000 thiên thạch, thu mua thánh khí mới 500 thiên thạch, có thể tưởng tượng cái này tội đảo gia tộc giàu có. Mấy chục người sát khí khóa chặt giang giật ba người, mặc dù Phượng Loan cùng Kim Giao đều là thiên quân cấp bậc, nhưng nhân gia căn bản không quan tâm. Giang giật có lòng tin có thể xử lý đám người này, vấn đề là xử lý sau đâu hắn độn thiên mà đi đã mất đi tội đảo khối này dung thân địa, hắn lại nên đi cái nào an thân hắn chỉ có thể thành thành thật thật lấy ra đế cung truyền âm đi vào để mọi người ngừng tu luyện sau đó từng cái đem mọi người truyền tống ra thiếu ra giang tiểu nô sau khi ra ngoài một đôi mắt đẹp trước tiên quét về phía giang giật giang giật cũng một phát bắt được cánh tay của nàng ra hiệu nàng đừng nói chuyện thanh ngư phượng loan kim giao mấy người cũng đem vân phỉ mấy người mang theo tránh cho rơi xuống hải tất cả mọi người khẩn trương nhìn qua phía trước không rõ chuyện gì xảy ra hết thảy cửu cái không sai lục không phải là quét qua về sau hài lòng gật đầu cùng thiên lôi đảo thiên quân nói ra, lục địch, giao cho ngươi. Các ngươi đều nghe, thành thành thật thật nghe lục địch thống lĩnh, chỉ cần phục dịch một năm sau, các ngươi liền có thể có được tại thần tứ trong bộ lạc hành tẩu quyền lực, không có bộ lạc lệnh bài giám ở thần tứ bộ lạc hành tẩu, một khi phát hiện hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục không phải là hóa thành một đạo bạch quang đường cũ trở về, vị kia lục địch thống lĩnh quét sang giật bọn người một chút, ngữ khí bất thiện nói ra toàn bộ xuống dưới. Lục địch thống lĩnh trước tiên hướng phía dưới tòa thành trước một khối quảng trường nhỏ bay đi, giang giật hướng mọi người nháy mắt ra dấu, ngoan ngoãn đi theo bay xuống đi, ánh mắt mọi người không ngừng bốn phía liếc nhìn, cũng không dám nhô ra thần thức. Dầm dầm dầm, trên hải đảo uổng phí vẫn như cũ không ngừng đánh xuống lôi điện, bất quá đánh xuống địa phương cách nơi này có chút xa, hẳn là có mấy ngàn dặm lộ trình, kể bên này ngoại trừ một tòa nho nhỏ tòa thành bên ngoài, cái gì cũng không có, bốn phía một mảnh hoang vu, không có bất kỳ cái gì hoa cỏ cây cối, chỉ có vô số hoang sơn dã lĩnh từ xa nhìn lại cũng có thể nhìn thấy nơi xa liên miên không dứt dãy núi. Toàn bộ đứng yên đừng nhúc nhích, bay xuống tòa thành trước quảng trường nhỏ về sau, lục địch thống linh ánh mắt quét qua quát lạnh, trong tay cũng đột một xuất hiện một cây gai đao, trên tay hắn nguyên lực lấp lánh, hơi không kiên nhẫn giải thích nói, các người muốn gia nhập thần tứ bộ lạc, tự nguyện phục dịch một năm, sở dĩ các người đều là bộ lạc dịch nô. Theo lệ lạc quy định nhất định phải tại các ngươi trên trán khắc xuống dịch nô ấn ký, chờ các ngươi phục dịch kỳ đầy về sau, mới có thể bỏ đi ấn ký, đạt được bộ lạc lệnh bài, tùy ý ở trong bộ lạc hành tẩu. Đều ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, nếu không không cẩn thận đem các ngươi đầu cho bổ xuống, đừng trách bản thống lĩnh. Lục địch thống lĩnh giải thích một câu về sau, trong tay lưỡi lê phát sáng lên, bắn ra một đạo lục sắc nguyên lực, đột nhiên hướng giang giật cái chán đâm tới. Công tử, thiếu gia, phượng loan bọn người sắc mặt đại kinh, giang tiểu nô tại thời khắc này kém chút biến thân khai chiến, giang giật lại sắc mặt yên lặng quát lạnh nói toàn bộ đừng nhúc nhích suy suy cái kia đạo nguyên lực lóe lên một cái rồi biến mất đánh chúng vào giang giật cái chán giang giật cái chán đau xót thân thể lui ra phía sau hai bước bất quá cũng không có đổ máu chỉ là trên chán xuất hiện một cái nô chữ kiểu chữ này rất là rõ ràng còn tản mát ra một cỗ đặc thù khí thức tùy ý một cảm ứng đều có thể phát hiện chữ này khác biệt nô no, giang giật cười khổ một tiếng cảm ứng một phen phát hiện nhiều một chữ bên ngoài cũng không có đặc thù địa phương hắn hướng Phượng Loan bọn người nhẹ gật đầu, những người còn lại không dám lên tiếng, cũng không dám động. Hiu hiu hiu, lục địch nhanh chóng bắn ra mấy đạo lục sắc nguyên lực, tất cả mọi người trên trán đều nhiều một cái to lớn nô chữ, để tất cả mọi người cảm giác cực kỳ khó chịu cùng khuất nhục. Nhai tí thú cùng kim giao yêu đế ngược lại là không quan trọng, bọn chúng vốn chính là linh thú, là nô lệ, giờ phút này nhiều một cái nô chữ cũng không có gì. Tốt, lục địch thu hồi lưỡi lê, quay người hướng tòa thành bên trong đi đến, tại cửa ra vào mới tùy ý vung tay lên nói, lục cùng dẫn bọn hắn đi thiên lôi thành, nói cho bọn hắn quy củ. Một tên thanh niên võ giả đi tới, thực lực mặc dù kim cương tam trọng, nhưng rất là ngạo khí xem xét mọi người một chút, tại Phượng Loan cùng Giang tiểu nô trên thân dừng lại một hồi, khoát tay nói, theo ta đi. Hắn bay lên không, nghênh ngang hướng phía trước bay đi, giang giật trong tay đế cung lóe lên, chuẩn bị đem giang tiểu nô bọn người thu vào đi, nhưng giang tiểu nô lại lắc đầu biểu thị không muốn đi vào, nàng có chút lo lắng giang giật. Giang giật ánh mắt hướng vân phỉ bọn người quét qua, các nàng cũng đều lắc đầu, hắn đành phải đem nhai tí thú cùng yêu đế đều thu vào. Hắn một cái tay mang theo tiền vạn quán cùng chiến vô song, để Phượng Loan cùng Thanh Ngư phân biệt mang theo một người, đuổi theo lục cùng. Hư, tiểu tử, khuyên ngươi một tiếng, lục cùng bay một hồi, quay đầu cười lạnh một tiếng nói, nếu như ta là ngươi, không có việc gì cũng không sẽ đem bảo vật hiển lộ ra, tại thần tứ bộ lạc hiển lộ bảo vật, đó cùng muốn chết không có gì khác biệt. Giang giật khẽ giật mình, lập tức cảm kích gật đầu nói, đa tạ đại nhân chỉ điểm. Lục cùng nhìn không đến 30 tuổi, hắn nhẹ gật đầu, đột nhiên truyền âm cho Giang giật nói, tiểu tử, xem ngươi coi như thượng đạo, ta nhắc lại điểm ngươi một câu, tại thiên lôi đảo không có chỗ dựa, kia đồng dạng sẽ chết được rất nhanh. Mặc dù các ngươi có hai cái thiên quân, nhưng bị ở trên đảo cường đại dịch nô để mắt tới, ta cam đoan các ngươi không ra một tháng toàn bộ đều sẽ chết. Ân, chúng ta lục địch thống lĩnh thân là Thiên Lôi Đảo thập đại thống lĩnh, như hắn cùng ở trên đảo cường đại dịch nô chào hỏi, các ngươi sống sót cơ hội sẽ lớn hơn nhiều. Có ý tứ gì? Giang giật lông mày nhíu lại, ám đạo đây chính là cái gọi là quy tắc ngầm sao ám chỉ chính mình đút lót. Hắn dừng một chút, vội vàng truyền âm nói, đúng thế, kia là, tại hạ nơi này còn có một ngàn thiên thạch, Thỉnh cầu đại nhân chuyển giao cho thống lĩnh đại nhân, hơi tỏ tâm ý. Ha ha. Kia lục không phải là đùa cợt cười nói, người quá coi thường lục gia chúng ta, lục gia chúng ta làm thần tứ đại lục 13 đại gia tộc một trong, sẽ còn thiếu điểm ấy thiên thạch tiểu tử, thống lĩnh đại nhân không thích thiên thạch bảo vật, chỉ thích. Mỹ nhân, cái này bốn cái mỹ nhân đều là người thị nữ. Ây, Giang giật sắc mặt thoáng cái trầm xuống, cái này quân sĩ lại ám chỉ hắn đem phượng loan bọn người đưa một hai cái cho lục địch thống lĩnh mặc dù cái này ám chỉ rất mịt mờ, nhưng giờ khác này kém chút cũng đem hắn chọc giận, trong lòng sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất kém chút phóng thích sát lục chân ý xử lý cái này nho nhỏ kim cương võ giả phượng loan cùng thanh ngư đây chính là nữ nhân của hắn giang tiểu nô mặc dù là thị nữ lại tình như huynh muội vân phỉ càng là chiến vô song thê tử chị dâu của hắn đừng nói tặng người cái này lục cùng một nói chuyện này đều để hắn giận không thể nghỉ hắn cố nén nội tâm tức giận truyền âm qua nói thật xin lỗi đại nhân mấy vị này không phải thị nữ của ta ta cũng không có khả năng tặng người Hừ hừ, ta có thể không hề nói gì, đi thôi. Kia quân sĩ sắc mặt thoáng cái thay đổi, trầm mặt hướng phía trước bay đi, không còn có xem giang giật bọn người một chút. Hô, giang giật sắc mặt có chút khá hơn một chút, xem ra cái này lục gia tộc Pháp quả vậy mà rất nghiêm, những này quân sĩ không dám làm loạn, nếu không nói chuyện cũng sẽ không như thế mịt mờ. Mười ba đại gia tộc kia là tội đảo chúa tể, gia tộc bọn họ nếu là tộc Pháp không nghiêm ngặt, kia lục địch đoán chừng đều trực tiếp trắng trợn cướp đoạt, chính thức người bất loạn đến, Giang giật nội tâm cũng có chút một chút lực lượng, còn như những cái kia dịch nô ai sống ai chết còn chưa nhất định đâu, hắn cũng không tin tưởng, liền hai ngàn thiên thạch đều không bỏ ra nổi dịch nô sẽ có cỡ nào cường đại. chương 652, Bán tình báo, Giang giật rất nhanh vì hắn sai lầm ý nghĩ, bỏ ra đại giới. Tại hắn logic bên trong, bình thường kim cương cường giả, tùy ý là mấy trăm hơn ngàn thiên thạch hẳn là đơn giản, tỉ như trước đó hắn tại nho nhỏ thiên tinh đại lục đào một đầu thần mạch, liền đạt được hơn một ngàn thiên thạch ở bên ngoài làm thiên thạch hẳn là đơn giản hơn a à. nếu có thiên thạch ai sẽ nguyên lai làm nô lệ đào cái gì lôi thạch trên mặt còn bị người khác lên một cái xấu xí nô chữ sở dĩ tại hắn cho rằng kia lục cùng là nói chuyện giật gân có thể tới này làm nô lệ cũng đều là thần du kim cương võ giả không có thiên quân võ giả cho dù có mấy cái hắn cùng phượng loan kim giao liên thủ cũng chưa chắc sợ bọn hắn nhưng mà tại giang giật bay qua mấy trăm tòa sơn lĩnh đến một cái đại thành về sau hắn tùy ý cảm ứng thoáng cái thành nội võ giả khí tức sắc mặt thoáng cái thay đổi mà lại các nàng còn không có tới gần thành trì lúc tự có mấy trăm đạo thần thức quét tới những cái kia thần thức trần trụi khóa chặt phượng loan các nàng lại một mực không rời để phượng loan thanh ngư giang tiểu nô vân phỉ bốn người giận dữ như thế tứ không kiêng sợ thần thức các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy thật nhiều cường giả thiên quân cường giả ít nhất có gần trăm hỏng bét ta hẳn là sớm đem phượng nhi các nàng đều thu vào đế cung khẳng định sẽ bị người để mắt tới. Giang giật âm thầm kêu khổ, Giang tiểu nô bọn người trong khoảng thời gian này gần như đều tại đế cung bên trong, vừa rồi các nàng đều muốn cùng mở mang kiến thức một chút, Giang tiểu nô cũng lo lắng hắn, tâm hắn mềm nhũn tựu không có nhẫn tâm đem bọn hắn ném vào, lại không nghĩ rằng cái này thành trì bên trong cường giả nhiều như thế, xem tình huống rất nhiều đều là dịch nô, bởi vì hắn nhìn thấy cửa thành bọn, mặc dù nhìn thấy Phượng Loan bọn người đồng dạng đôi mắt sáng lên, nhưng trong ánh mắt cũng không có trần trụi tham lam thành trì rất lớn, tường thành khoảng chừng cao trăm trượng, to lớn trên tảng đá đều là dao thoa tung hoành với vế nguyệt vết thương, cái này thành trì tùy ý nhìn một chút, cũng cho người thê lương hằng cổ cảm giác, không biết sừng sướng tại cái này có bao nhiêu vạn năm. Trên tường thành quân sĩ cũng không nhiều, cách mỗi ngàn trượng đứng đấy một người, mà lại đều là kim cương cảnh thực lực, chỉ có cửa thành một vị thống lĩnh là thiên quân cảnh. Hưu, lục cùng tới gần cửa thành bay xuống tới, quay đầu lạnh lùng cho mọi người giải thích nói, thành nội không được động thủ, không phải phi hành, có bất kỳ tranh luận ra khỏi thành tự hành xử lý, dám can đảm ở thành nội làm loạn, giết chết bất luận tội. Còn có không phải từ tiện xông vào người khác nơi ở, không phải không có việc gì tiến vào phủ thành chủ lầu 2, phủ thành chủ lầu một lục thị thương hội có được hết thải thường ngày vật chất, có cần có thể tốn hao thiên thạch mua sắm. Lục cùng nói vài câu, hướng cửa thành thống lĩnh ôm quyền sau khi hành lễ, mang theo mọi người vào thành, tiếp tục cho mọi người giải thích nói, tại thiên lôi đảo phục dịch rất đơn giản, theo cửa thành đông ra ngoài, đi tìm lôi thạch một người nhất định phải mỗi người nộp lên một viên lôi thạch các ngươi là bảy người hai linh thú sở dĩ mỗi ngày nhất định phải lên giao phủ thành chủ chín cái lôi thạch ba ngày sau chính thức phục dịch chính thức bắt đầu mỗi ngày giao thiếu một viên giết một người như một viên lôi thạch còn chưa nộp lên sẽ toàn bộ chém giết chỉ cần các ngươi đào lấy đầy đủ lôi thạch thời gian còn lại đều có thể trong thành tu luyện sống phóng túng chỉ cần không nháo sự tình không ai quản ngươi các ngươi nếu là có thể đạt được thêm lôi thạch một có thể lựa chọn chứa đựng xuống tới về sau nộp lên. Hai có thể lựa chọn đổi thành, đổi lấy công huân. Tại thần tứ bộ là công huân là nhất muốn đổ vật, còn như công huân có làm được cái gì về sau sẽ từ từ biết đến, tốt. Chính các ngươi đi một thất thất số 7 tiểu viện, nơi đó là phân phối cho các ngươi nhà ở. Lục cùng sau khi nói xong đem một tấm lệnh bài vứt trên mặt đất, quay người về phía tây cửa thành đi đến, rất mau ra thành biến mất không thấy. Giang giật kho người tướng lệnh bài nhặt lên, hắn biết rõ cái này lục cùng là cố ý cho hắn khó xử, bất quá điểm ấy khí vẫn có thể tiếp nhận. Lệnh bài là màu đen, nhập thủ mát mẻ, nguyên lực vần quanh còn có thể tản mát ra một trận u quang, hẳn là lục ra đặc chế lệnh bài, phía trên khắc cái một thất 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 bốn cái chữ nhỏ. Hắc hắc, bốn phía truyền đến từng đạo tiếng cười khẽ hấp dẫn giang giật lực chú ý, hắn đưa mắt nhìn bốn phía, sắc mặt rất nhanh trầm xuống, phía trước hai bên từng cái trong sân, đi ra rất nhiều võ giả, đều chiêu tức nhìn qua mọi người hắn có thể thấy rõ một chút thiên quân võ giả, ánh mắt trừng trừng tại Phượng Loan bốn người trên thân đảo qua, trong con người đều là dâm tà chi quang. Ừ, Phượng Loan mấy người sắc mặt cũng biến thành lạnh lẽo xuống tới, bị người như thế nhìn chầm chầm, đổi lại là ai cũng sẽ không dễ chịu. Giang tiểu nô trong mắt sát cơ lóe lên, trên thân sáng lên lục quang, Giang giật vội vàng một cái kéo nàng truyền âm nói, tiểu nô, tại cái này không có ta mệnh lệnh, tuyệt đối không thể động thủ, nếu không ngươi hội hại chết toàn bộ người, những người kia, coi thường liền tốt, được rồi, thiếu ra. Giang tiểu nô nhất nghe giang giật, coi như giang giật để nàng đi chết cũng sẽ không do dự, giang giật liền là thánh chỉ, nàng hội không chút do dự chấp hành. Cảm thụ được bốn phía ánh mắt, giang giật có loại đem đế cung lấy ra đem mọi người thu vào đi xúc động, nhưng mấy người đã bộc quang, thu vào đi không làm nên chuyện gì. Lấy ra đế cung sẽ còn gây nên càng nhiều ngấp nghẽ, hắn chỉ có thể truyền âm cho chúng nhân nói, chú ý, tất cả chớ động tay, thu liếm khí tức, cũng đừng để ý tới bất luận kẻ nào, đi trước chúng ta lại địa phương. Chưa quen cuộc sống nơi đây, đối với tình huống nơi này nhất khiếu bất thông, Giang giật cẩn thận vi thượng, mang theo mọi người hướng phía trước đi đến, tiền vạn quán cùng chiến vô song đi đến bên cạnh, đem tứ nữ vây quanh ở trung tâm. Cái này thành trì rất lớn, nhưng cũng không phồn hoa, bên trong kiến trúc cũng phi thường đơn sơ, tất cả đều là từng gian giống nhau như đúc thanh thạch tiểu viện. Viện tử không đại, đoán chừng chỉ có một phòng một phòng khách, trên đường không có rượu lâu khách sạn cửa hàng, đồng phục màu xanh tiểu viện, trên cửa viện còn khắc lấy con số. Bên đường rất nhiều người đều đi ra viện tử, cơ bản đều là nam, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm Phượng Loan bốn người, không che giấu chút nào trong mắt cực nóng cùng lòng ham chiếm hữu, thậm chí còn có một tên hạ giai thiên quân đối Phượng Loan thổi một cái huyết sáo. Mọi người đạt được giang giật căn dặn, không lọt vào mắt nhưng ánh mắt này cùng khiêu khích nhanh chóng tiến lên, một đường tìm một thất thất số 7 tiểu viện. Đi 10 dặm, phía trước xuất hiện một cái giao nhau khẩu, giang giật thần thức nhô ra, dò xét thoáng cái bên ngoài sân nhỏ thẻ số, hướng bên trái đường đi đi đến. Một thất sáu cửu, một thất thất năm, một thất thất thất, tốt chính là chỗ này. Đi thời gian một nén nhang về sau, Giang giật rốt cuộc tìm được tiểu viện, hắn thần thức quét bên trong quét qua, mang theo mọi người đẩy môn mà đi. Bên ngoài viện rất rách nát, bên trong càng là không chịu nổi, đơn giản không thể dùng keo kiệt hình dung, cùng tên ăn mày lại địa phương không có khác nhau. Mọi người dẫm lên đầy viện rác rưởi đi vào, còn không có vào trong đại sảnh đã nghe đến một cái mùi khai, thanh ngư che cái mũi cũng không dám tiến vào. Giang giật thì không chút nào kiêng kỵ nhanh chân đi đi vào, gặp bên trong có cấm chế cơ quan hắn tiện tay vỗ, cả viện tựu sáng lên một đạo trong suốt quang mang, cấm chế vòng bảo hộ còn có thể dùng. Mập mạp, vô song đại ca, chúng ta tới thu thập một chút. Giang giật để phượng loan bốn người chờ ở bên ngoài, cùng chiến vô song tiền vạn quán quét dọn thu thập, Giang tiểu nô vội vàng cùng theo vào cùng một chỗ quét sạch. Vân phỉ phượng loan thanh ngư cũng rất hiểu chuyện, cứ việc bên trong quá qua thối, mấy người cũng cố nén vào đây cùng một chỗ quét dọn. Thu thập một phen, cuối cùng có chút người ở bộ dáng. Tiểu viện quả nhiên rất nhỏ, chỉ có hai cái gian phòng một cái đại sảnh, gian phòng bên trong liền cái giường đều không có, cũng nhỏ đến thương cảm, may mắn giang giật đem nhai tí thú thu vào, nếu không căn bản không có địa phương an trí. Tốt, nam lại một gian, nữ lại một gian, trước đem tựu thoáng cái, ta đi dò xét một chút tình huống. Giang giật để trong mọi người an tọa mở ra viện tử vòng bảo hộ liền chuẩn bị ra ngoài dò xét một phen, kết quả phát hiện viện tử ngoài cửa lớn, có một người đứng đấy. Hắn thần thức tìm tòi ra ngoài, người kia lập tức truyền âm vào đây, hắc hắc, tiểu công tử, tại hạ Hồ Tam, có người muốn tình báo cùng hết thảy, có thể hay không cho tại hạ đi vào một lần. Bán tình báo, Giang giật lông mày nhíu lại, ra khỏi phòng, trầm giọng nói, vào đi. chương 653, lôi thạch, Kít, cửa sân mở ra, đi tới một cái xấu xí tiểu tử trung niên nhân, trên đầu cùng giang giật đồng dạng có rất rõ ràng nô chữ, thực lực không cao chỉ có kim cương cảnh nhất trọng, hắn sau khi đi vào không có ngắm loạn, chỉ là hướng giang giật chắp tay nói, hồ tam bái kiến công tử, công tử họ gì. Giang giật khoát tay để tiền vạn quán theo trong đại sảnh, lấy ra hai tấm cái ghế cùng một tấm tiểu phương bàn, cũng không rõ cái này hồ tam đi vào ngồi, hắn hướng phượng loan nháy mắt ra dấu. Cái sau vội vàng đi vào đem viện tử vòng bảo hộ mở ra, bởi vì có mấy đạo thần thức quét tới tại hạ thương lang ngồi trải qua sóng to gió lớn gian giật khí độ rất không tệ mặc dù hắn thực lực không phải tối cường nhưng ở bọn hắn trong nhóm người này tuyệt đối là thủ lĩnh các loại chờ hồ tam ngồi xuống hắn trầm giọng nói ra hồ tam người mới vừa nói có ta muốn hết thảy tin tức hồ tam nhẹ gật đầu cười đến rất đặc duỗi ra một cái tay nói một trăm thiên thạch một đầu tin tức thiên lôi thành bao quát thần tứ trong bộ lạc đại bộ phận sự tình ta đều biết người cũng có thể hỏi ta trả lời không ra không muốn thiên thạch một trăm thiên thạch, Giang giật khóe miệng giật một cái, địa phương quỷ quái này quả nhiên có thể ăn thịt người, tìm hiểu một chút tin tức lại đều muốn tiền. Phượng Loan mấy người cũng lông mày một đám, một kiện thánh khí mới bán 500 đây không phải là hỏi năm kiện sự tình, liền muốn tiến hắn một cái thánh khí người này cũng quá hung ác đi. Tiện nghi một chút, ngày sau tốt vãng lai like không phải. Giang giật cười tủm tỉm nói, nhưng Hồ Tam lại lắc đầu nói, con đường này tin tức đều là ta bán ra, như thương lang công tử không tin tưởng, tùy ý đi bên ngoài hỏi một chút, xem có thể hay không dò thăm bất cứ tin tức gì giống như ngươi có thể được đến một điểm tình báo, ta đưa ngươi một ngàn thiên thạch. Hắc hắc, coi như ngươi đi còn lại đường đi, cũng tương tự chỉ có một người phụ trách bán tin tức, muốn nhận được tin tức, cũng muốn thiên thạch. Ê, Giang giật nghi ngờ nháy nháy mắt, hỏi đây là vì sao? Hồ Tam không nói thêm gì nữa, chỉ là duỗi duỗi tay, ý tứ đây là một vấn đề, muốn trả lời cho một trăm thiên thạch. Giang giật cắn răng, theo cổ thần nguyên trong nhẫn lấy ra 100 thiên thạch đưa cho hắn nói nói đi rất đơn giản hồ tam vừa thu lại thiên thạch trên mặt lập tức lộ ra nụ cười nói bởi vì ta là lý gia chỉ định chuyên bán tin tức người những người còn lại dám bán tin tức chỉ có một con đường chết ách lý gia là ai giang giật khẽ giật mình xem ra cái này thiên lôi thành không đơn giản a à? hồ tam không nói lời nào lại đem vươn tay ra đến giang giật bọn người mắt trợn trắng lên người này thật đúng là ăn người không nhả xương a à, hỏi như vậy xuống dưới sợ là Giang Giật trên người thiên thạch đều cho xong, cũng không chiếm được tin tức hữu dụng. Giang Giật bắt đầu trầm mặc, theo trong giới chỉ lấy ra 100 thiên thạch, trầm giọng nói, vừa rồi tin tức kia không tính, cái này 100 thiên thạch ta muốn hỏi hỏi, chúng ta tại thiên lôi thành giống như mới có thể hào hảo sống sót, hy vọng ngươi nói thấu triệt điểm, nếu không, ta một tin tức cũng không muốn nghe ngóng. Hồ Tam tiếp nhận thiên thạch, tán thưởng giơ ngón tay cái lên nói, thương lang công tử hỏi ý tưởng bên trên, ta cũng không che giấu, nếu muốn ở thiên lôi thành hảo hảo còn sống, sống đến một năm sau rời đi, hoặc là cả một đời tại cái này cắm dễ, các người phải nhớ kỹ ba điểm đệ nhất đầu nhập vào một phương thế lực, thành nội có thập đại thế lực, tùy ý tìm một phương là được. Đệ nhị điệu thấp ẩn nhẫn, cho dù có người khinh ngươi nhục ngươi, ngươi không có thực lực chống lại, cũng phải nhẫn. Vừa rồi ngươi tự rất thông minh, nếu là vừa tiến đến tự phách lối, không ra năm ngày các ngươi hẳn phải chết. Đệ tam người Mỹ nhân này nhiều lắm, ngươi không giữ được, đề nghị vẫn là đưa hai cái ra ngoài. Bá bá bá, giang giật đám người sắc mặt thoáng cái trầm xuống, phía trước hai điểm còn dễ nói, điểm thứ ba lại là đem tất cả mọi người cho chọc giận tới. Bất quá giang giật không có lên tiếng, không một người nói chuyện. Giang giật ánh mắt u lãnh nhìn chằm chằm hồ tam, thấy hắn sắc mặt cũng mất tự nhiên, một lát sau hắn mới nói ra, nếu như ta không đưa đâu. Hồ tam nhún vai không nói thêm gì nữa, ý tứ người thích nghe không nghe, giang giật thở ra một hơi thật dài, lấy ra một trăm thiên thạch ném qua đến hỏi nói thành nội thập đại thế lực thiên quân cường giả có bao nhiêu thập đại bá chủ theo thứ tự là cái gì cấp bậc hồ tam tiếp nhận thiên thạch lại nhếch miệng nói thương lang công tử người đây là hai vấn đề giang giật cắn giang nghiến lợi lại lấy ra một trăm thiên thạch hồ tam mới nhếch miệng cười nói nói ra thành nội gần như tất cả thiên quân cường giả đều đầu nhập vào thập đại thế lực mỗi cái thế lực ít nhất có gần hai mươi tên thiên quân thập đại bá chủ tất cả đều là trung giai thiên quân tỉ như chúng ta lý ra liền là một đại bá chủ, thực lực tại thiên lôi thành xếp hạng đệ tam. Đương nhiên thành nội thế lực lớn nhất là lục gia quân đội, ta chỉ là ở tại thiên lôi thành dịch nô. Trung giai thiên quân, Giang giật cùng Phượng Loan có chút thở dài một hơi, chỉ cần không có cao giai thiên quân, các nàng còn có đấu một trận cơ hội, nếu có cao giai thiên quân, vậy cái này thiên lôi thành các nàng đều không cần chờ đợi. Tùy tiện hỏi mấy vấn đề, liền đi mấy trăm thiên thạch, Giang giật cũng đã nhận được một chút rất hữu dụng tư liệu. Cái này thiên lôi đảo cũng không phải một tòa đơn giản phục dịch địa phương, có người địa phương tự có giang hồ, nơi này ẩn núp rất nhiều cường giả, mặc dù giang giật không rõ những này thiên quân cường giả tại sao lại ở nơi này. Nhưng có thể tin tưởng một điểm nơi này rất nguy hiểm, nếu không thận trọng từng bước, mọi người không nói vẫn lạc tại cái này, chỉ ít tại tội trong đảo là không có cách nào ở lại. Trong giới chỉ còn có một số thiên thạch, giang giật dừng một chút, lại hỏi một vấn đề trong thành phải trang tuyệt đối an toàn. Kia là tự nhiên, Hồ Tam khẳng định nói ra, chỉ cần ngươi có thể giao đủ lôi thạch, bất loạn tới, tại thiên lôi thành là tuyệt đối an toàn. Tại Bạch Long quần đảo trên, lục gia là tuyệt đối bá chủ, bất kỳ người nào cũng không dám khiêu chiến lục gia quyền uy. Xác định điểm này, Giang Giật có chút an tâm, chỉ ít chiến vô song tiền vạn quán vân phỉ bọn người ở tại bên trong thành là tuyệt đối an toàn. Còn thu hoạch lôi thạch, hắn cùng Phượng Loan Kim giao đi là được, ba người thực lực tổng hợp cũng không tệ, hắn còn không tin tưởng chỉ là mấy cái lôi thạch còn không chiếm được. Nghĩ đến lôi thạch, hắn vội vàng ném ra 100 thiên thạch hỏi, lôi thạch làm sao thu hoạch được? Hồ Tam trả lời, rất đơn giản, thu hoạch được lôi thạch có hai loại biện pháp, đệ nhất ra cửa thành đông, đi lôi khu đảo lôi thạch, cái này thiên lôi đảo là tự nhiên dẫn lôi trận. Thiên lôi không ngừng đánh xuống, ngoài đông thành thạch đầu rất đặc thù có thể hấp thu lôi điện chi lực, ngừng tụ lôi thạch. Người ra khỏi thành vận khí tốt, nói không chừng một ngày liền có thể đạt được mấy chục mai lôi thạch, đương nhiên vận khí không tốt một viên cũng không chiếm được. Loại thứ hai, dùng thiên thạch mua, tìm thập đại thế lực người đều có thể mua sắm, 800 thiên thạch một viên lôi thạch. Dựa vào, giang giật mắt trợn trắng, 800 thiên thạch một viên hắn coi như đem hỏa vân khải bán, cũng trèo chống không được hơn 10 ngày a. À. Dừng một chút, hắn cười lạnh nói, Hồ Tam, ngươi vừa rồi không phải là lừa ta a à ta thêm không gia nhập thế lực lớn, đưa hay không đưa người, còn không phải cần ra ngoài đào thiên thạch đã như vậy, ta gia nhập những này thế lực lớn thì có ích lợi gì chỗ. Hồ Tam lần này không có thu thiên thạch, u u cười lạnh nói, rất đơn giản, người gia nhập nào đó một thế lực, người ra ngoài đào thiên thạch lúc, sẽ cùng bọn hắn thế lực người cùng một chỗ ra ngoài, mỗi lần đều có thiên quân dẫn đội, dạng này khả năng bị giết tính sẽ rất thấp. Mà giống như các người đơn độc ra ngoài, các người trăm phần trăm sẽ bị giết. Cứ việc các người có một tên thiên quân, nhưng các người có thể đỡ nổi mấy trăm mấy ngàn người công kích nếu có mấy cái đoàn đội cùng một chỗ công kích các người đâu giống như thập đại thế lực bá chủ tự mình xuất thủ đâu các ngươi chẳng lẽ cả một đời trốn ở thành nội không đi ra phải biết. Không có lôi thạch, các người đồng dạng phải chết, chương 654, lặn đi, lần nữa hao tốn mấy trăm thiên thạch, tổng cộng đưa cho Hồ Tam hơn một ngàn thiên thạch, giang giật cuối cùng đem thiên lôi thành tình huống nắm giữ cơ bản, cũng minh bạch bọn hắn vị trí khốn cảnh. Thần tứ bộ lạc địa hình là cửu long đoạt châu, chín đầu thật dài quần đảo, vây quanh to lớn thần tứ đảo, bọn hắn vị trí địa phương liền là chín đầu trường xa quần đảo một trong bạch long quần đảo, là 13 nhà tộc một trong lục gia địa bàn. Thiên lôi đảo không chỉ là người mới phục dịch địa phương, vẫn là xúc phạm lục gia luật pháp phục dịch địa phương, đơn giản nhất tại trong thành chỉ động võ bị lục gia cầm xuống về sau, người có hai lựa chọn, đệ nhất chết, đệ nhị ngày nữa lôi đảo phục dịch 10 năm. Sở dĩ thiên lôi thành nội nhân khẩu rất nhiều, ít nhất đều có một hai vạn người, có người địa phương tự có giang hồ, tự có hắc ám. Rất nhiều cường đại thiên quân võ giả, rứt khoát hàng năm ở tai nơi này, kéo bè kết phái, xưng vương xưng bá. Dựa vào thực lực cường đại, cướp đoạt người khác tài phú, Hồ Tam nói gia nhập bất kỳ một thế lực nào, mỗi người trong 10 ngày nhất định phải lên giao một viên lôi thạch. Thập đại thế lực thành viên cao cấp gần như không đi ra đào lấy lôi thạch, chỉ cần trong thành ngồi mắt ăn bát vàng là được, mỗi tháng đều có đại lượng lôi thạch nộp lên, mỗi cái thế lực thủ hạ người thế nhưng là có một hai ngàn A. Lôi thạch có thể đi phủ thành chủ đổi lấy công huân, công huân tại tội trong đảo là thông dụng, công huân tác dụng rất lớn, Hồ Tam cũng không có nói rõ. Giang giật có hai con đường có thể chọn, hoặc là gia nhập thế lực lớn nhất, hoặc là làm một mình. Mà làm một mình kết quả bình thường đều rất thảm, vừa ra cửa thành đông thường thường sẽ bị thập đại thế lực người để mắt tới, cuối cùng vô tình giết chết. Một khi giang giật phượng loan kim giao bị giết, thành nội chiến vô song bọn hắn nhất định phải một mình ra ngoài thu hoạch được thiên thạch, bằng vào thực lực của bọn hắn sẽ chết đến thảm hại hơn, cuối cùng tất cả mọi người sẽ chết. Chỉ là, Giang giật hội đầu nhập vào một phương thế lực sao nếu chỉ là 10 ngày nộp lên một viên thiên thạch thì thôi, Giang giật sẽ còn nhịn một chút. Nhưng Hồ Tam thời điểm ra đi, thế nhưng là truyền âm nói cho hắn biết, muốn đầu nhập vào lý ra rất đơn giản, chỉ cần cho nhập đội là được, hoặc là đưa một kiện trọng bảo, hoặc là tặng người. Đem đế cung hỏa vân khải tặng người hoặc là sẽ đem phượng loan bọn người đưa ra ngoài không cần nghĩ. Đây là giang giật gần nhất tính khí bất phóng túng đi một chút, thành nội cũng không thể động võ, nếu không hồ tam mạng nhỏ sớm đã bị hắn bóp chết. Hô, hồ, hồ tam đi, giang giật có chút thở ra một hơi, nhìn thấy ánh mắt mọi người lấp lóe sắc mặt âm trầm, hắn nhếch miệng cười nói, đều đừng lo lắng, cùng lắm thì ta mang các người rời đi, chạy trốn đến tận đầu tận đâu đi, nơi này chúng ta muốn đi tùy thời có thể dùng đi. Phượng Loan gật đầu nói, không sai, đại gia đừng lo lắng, công tử tại tà gia cùng kiếm ra truy sát hạ đều có thể sống sót cái này nho nhỏ tội đảo, chẳng lẽ so hai đại siêu cấp gia tộc còn kinh khủng hơn. Chiến vô song vân phỉ bọn người không hiểu trước đó phát sinh sự tình, bất quá các nàng đều không hỏi nhiều, sắc mặt thoáng cái khôi phục bình tĩnh. Giang giật có thể mang theo các nàng sống đến, liền có thể một cái mang theo các nàng sống sót, các nàng cần chính là không ngừng tăng lên thực lực, chờ thực lực cường đại sau giúp Giang giật một cái, mà không phải trở thành vướng víu. Vạn quán, không tệ a à, kim cương cảnh, chúc mừng, Giang giật ánh mắt chuyển hướng tiền vạn quán, rất là tán thưởng cùng vui mừng, tiền vạn quán như thế lười biếng người, lần này lại bế quan lâu như vậy thời gian, nhất cử đột phá kim cương cảnh, có thể nói phi thường khó được. Hắc hắc, tiền vạn quán có chút ngượng ngùng sờ lên, cái kia tấm mập vì mặt nói, lão đại, người đối ta tốt như vậy, ta còn không cố gắng, vậy vẫn là người sao? Giang giật nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Giang tiểu nô nhẹ giọng hỏi, tiểu nô, người tu luyện thế nào đột phá tầng thứ hai? Ừm, um, Giang tiểu nô cười nhạt một tiếng, thấp giọng nói ra, vừa mới cảm ngộ đệ nhị trọng tâm pháp, bất quá muốn đại thành, đoán chừng cần một đoạn thời gian rất dài. Vậy ngươi sau khi biến thân thực lực như thế nào có thể diệt sát phổ thông thiên quân sao? Giang giật trong hai tròng mắt quang mang lóe lên, kích động đứng lên, mọi người cũng toàn thân chấn động, nhất là vân phỉ tiền vạn quán bọn người càng là khẩn trương. Phượng Loan cùng Thanh Ngư trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, tiểu nha đầu này bế quan không bao lâu đi, lại đột phá. Không biết, Giang Tiểu Nô lắc đầu nói, cụ thể phải biến thân mới có thể biết rõ, bất quá ta đoán chừng so ban đầu thực lực cường đại gấp 10 tả hữu đi. Tê tê, một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, Giang Tiểu Nô trước kia tiểu miễn cưỡng nhưng so sánh kim cương đỉnh phong, giờ phút này cùng thực lực cường đại gấp 10, vậy tuyệt đối đạt đến thiên quân nhị tam trọng thực lực, cái này đặc thù chủng tộc quá cường đại. Giang giật cũng bị kinh hãi, mặc phố thần công mới là đệ nhị trọng, nếu nàng tu luyện tới đệ nhị trọng đỉnh phong, đây không phải là thiên quân đỉnh phong giống như phía dưới còn có đệ tam trọng công pháp. Giang giật đều không thể tưởng tượng, nội tâm của hắn cũng nhắc lên kinh đào hải lãng, âm thầm ngạc nhiên cái này mặc vũ tộc đến cùng là trùng tộc gì chẳng lẽ lại là đông hoàng đại lục thượng cổ cường đại trùng tộc đáng tiếc phượng loan bọn người không rõ ràng, hắn cũng không có cơ hội đi hỏi thăm y thiền bọn người. Tốt, Giang giật hào tình vạn trượng nói ra, qua hai ngày tất cả mọi người đi với ta ngoài đông thành, tìm không ai địa phương, ta lấy ra đế cung, vạn quán vô song vân phỉ đi vào trở về tu luyện, những người còn lại thì tại bên ngoài. Ai dám đánh chúng ta chủ ý, giết lại nói, cùng lắm thì ta mang các người độn thiên mà đi, lưu lạc thiên nhai, thiên hạ tri đại, luôn có một nơi có thể an thân. Tốt, mọi người nhẹ gật đầu, giang giật làm ra quyết định sự tình, bọn hắn bình thường sẽ không đi chất vấn. Ông, đúng lúc này, tiểu viện vòng bảo hộ sóng gió nổi lên, giang giật nghi ngờ nhìn thoáng qua, để mọi người đi vào mở ra vòng bảo hộ, hắn thần thức quét qua, nhìn thấy một thanh niên võ giả đứng ở bên ngoài chính có được chậm rãi gõ cửa ngươi là ai có chuyện gì giang giật truyền âm ra ngoài thanh niên kia kim cương nhất trọng tả hiếu thần thức quét vào đây truyền âm nói tại hạ là long ra người long ra để cho ta truyền lời tới đem mặc năm thải phượng bào nữ tử hiến cho hắn hắn bảo vệ các ngươi tại thiên lôi thành bình an vô sự mặc năm thải phượng bào tự nhiên là phượng loan giang giật cũng triệt để nổi giận quát khẽ một tiếng cút phía ngoài thanh niên biến sắc lần nữa truyền âm nói người có biết long gia là ai người có biết tại trong thành này dám cự tuyệt long gia người hạ tràng sẽ như thế nào hừ hừ tiểu tử ngươi nếu không ngoan ngoãn thức thời ta cam đoan các ngươi sống không quá năm ngày có đúng không giang giật trong mắt sát khí lóe lên âm thanh lạnh lùng nói nếu không chúng ta ra khỏi thành đi vòng vòng ngươi dậy một chút ta làm người như thế nào hừ thanh niên kia cũng không dám khinh thường dù sao giang giật bên này có thiên quân võ giả hắn hử lạnh hai tiếng truyền âm một câu rời đi, không biết tốt xấu, vậy liền chờ xem đi. Thanh niên đi, giang giật sắc mặt lại là càng khó coi hơn, bởi vì nơi xa trên đường dài lại có một người bay vụt mà đến, còn không có tới gần thần thức tự khóa chặt giang giật nói, tiểu tử, bá đao ca nói, người cái này bốn cái mỹ nhân, hắn chỉ cần hai cái. Giang giật cũng không truyền âm, nổi giận giống to cút. Thanh âm rất lớn, vang vọng toàn bộ trường nhai, để rất nhiều đứng tại viện tử người xem náo nhiệt, nụ cười trên mặt càng dày đặc mấy phần, xem ra sau này mấy ngày, cái này thiên lôi đảo sẽ rất náo nhiệt a, à, cái này người mới tính khí rất táo bạo nha. Chỉ là không biết, ba ngày sau hắn còn có thể không như thế tiếp tục cường ngạnh xuống dưới. chương 655, ra khỏi thành, sau đó một ngày, Giang giật một mực đem viện tử vòng bảo hộ quan bế, bất kỳ người nào cũng không thấy, không có đầu nhập vào bất kỳ thế lực nào y tứ. Hắn cũng không đi ra dò xét tin tức, trực tiếp phóng thích thần niệm vô thuật, Tinh tế dò xét tình báo, thần thức như như gió mát hướng ra phía ngoài phủ nhẹ, nhẹ nhóm từ tiểu viện bên ngoài vòng bảo hộ bên trên xuyên thấu mà đi. Cái này vòng bảo hộ cấp quá thấp, căn bản không ngăn cản được thần niệm dò xét. Thiên lôi thành rất lớn, giang giật thần niệm vu thuật ở trên không dò xét mà qua, không dám đi tinh tế đi dò xét người biệt viện, chỉ là ở trên không chậm rãi dò xét, quen thuộc thiên lôi thành đại khái tình huống. Rất nhanh giang giật thần niệm trong thành quét một vòng, đương nhiên trong thành quảng trường phụ cận không dám dò xét nơi đó thế nhưng là có một tòa cự đại tòa thành, không cần phải nói là phủ thành chủ chỗ. Đắc tội những người khác còn tốt, đắc tội người của lục gia, vậy cũng chỉ có thể đào mệnh. Thiên lôi thành rất lớn, thành nội ngoại trừ phủ thành chủ chỗ tòa thành bên ngoài, còn lại kiến trúc giống nhau như đúc, đều là đồng phục loại này tiểu viện, khoảng chừng 10 vạn cái. Rất nhiều trong sân đều có người, còn có người đều không có mở ra vòng bảo hộ, đơn giản liền có thể dò xét đến. Thành nội ngoại trừ trên quảng trường bên ngoài, địa phương còn lại rất là quạnh quẽ, cơ bản không có người trên đường đi dạo, hoặc là hồi trở lại chính mình viện tử, hoặc là tự nhắm hướng đông cửa thành hoặc là quảng trường đi đến. Tại Giang giật nghĩ phóng thích thần niệm nhắm hướng đông ngoài thành dò xét mà đi lúc, lại phát hiện không chung có một tầng thật mỏng trong suốt phòng bảo hộ, hắn nếu là xuyên thấu mà ra khẳng định không có vấn đề, nhưng hắn không có mạo hiểm, hết thảy tình huống vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Hắn thu hồi thần niệm, để mọi người tại trong tiểu viện an toàn, bất kỳ người nào tới đều đừng mở ra tiểu viện vòng bảo hộ, tự thân hắn ta thì đơn độc đi ra viện tử, hướng trong thành quảng trường đi đến. Hắc hắc, cùng nhau đi tới, rất nhiều người nhìn thấy hắn về sau, đều lộ ra mỉa mai ý cười, cũng không có người nào cùng hắn trò chuyện. Giang giật cũng không nói chuyện, trầm mặc hướng quảng trường đi đến. Đi qua hơn 10 đầu đường đi, hắn đã tới trong thành trong quảng trường. Kia quảng trường rất lớn, phương viên có vạn trượng tả hữu. Phương Bắc có một tòa cử đại tòa thành, Tòa thành có rất nhiều người ra ra vào vào đương nhiên cũng không ít người trên quảng trường tản bộ giang giật đến hấp dẫn rất nhiều ánh mắt cũng không ít người xì xào bàn tán còn có rất nhiều mắt người bên trong lộ ra sát cơ xem cái kia chính là cái kia người mới nghe nói gọi thương lang dám để cho long ra cùng bá đao ca người lặn đi cái kia liền là tên ngu ngốc kia nghe nói hắn mang theo bốn cái vào đây hắc hắc chúng ta tới cực hắn có thể sống mấy ngày như thế nào Cửa cái lông a người này ra khỏi thành hẳn phải chết rất nhiều nhỏ giọng tiếng nghị luận truyền đến còn có không ít người đối giang giật chỉ trỏ giang giật mái tóc màu đỏ cũng quá tốt phân biệt buổi sáng kia một tiếng bạo giống để bá đạo ca người lặn đi cũng quá vang dội không để cho người chú ý cũng khó khăn giang giật coi thường mọi người trực tiếp hướng phủ thành chủ đi đến tòa thành đại môn là mở ra cũng không có người thủ vệ hắn đi vào đưa mắt quét qua ám đạo lục gia quả nhiên biết làm sinh ý tòa thành quá lớn liếc nhìn lại đều là rực rỡ muôn màu cửa hàng, giang giật còn chứng kiến tử lâu, sòng bạc, thậm chí. Thanh lâu, vô số trong cửa hàng, các loại bảo vật cái gì cần có đều có, giang giật nhìn thấy một nhà cửa hàng bên ngoài treo một tấm bảng, bán ra các loại thánh khí, siêu thánh khí. Thật to nho nhỏ cửa hàng hết thảy có trên trăm gia, tử lâu, thanh lâu cùng một chỗ cũng có hơn 10 gia. Nơi này tựa như một cái vương quốc độc lập, tại thành chủ này trong phủ ngươi có thể được đến ngươi sở hữu muốn lấy được, chỉ cần ngươi có đầy đủ thiên thạch, Tòa thành đại môn bên trái có một cái thang đá, dọc theo vách tường uốn lượn lên lầu 2, phía trên hẳn là nộp lên lôi thạch cùng đổi lấy công huân địa phương, giang giật không có việc gì cũng không dám đi lên, tại lầu một đi dạo. Ngươi là thương lang, tại một cái tử lâu trước mặt, hắn bị một thanh niên võ giả ngăn cản, người kia chỉ một cái trong tử lâu một cái nhã các nói ra, bá đao ca để ngươi đi vào. Bá đao ca, giang giật con ngươi lạnh lẽo, ánh mắt theo hướng nhã các nhìn lại, phát hiện nhã các ngoại chạm lấy hai tên thiên quân cường giả, mà bên trong một tên mặt mũi tràn đầy giữ tợn người ngay tại ăn uống thả cửa, ánh mắt căn bản không có xem bên ngoài. Xin chuyển cáo bá đao ca, thương lang không muốn gây chuyện, cũng không sợ sự tình. Nói xong, Giang giật quay người đi ra phía ngoài, thanh niên kia võ giả sầm mặt lại, nhưng cũng không dám đi ngăn lại Giang giật. Tại tòa thành bên trong động thủ, đừng nói hắn liền xem như bá đao cũng sẽ trong nháy mắt bị miểu sát, tòa thành lầu hai đây chính là ở hai vị thiên quân đỉnh phong cường giả. Âm, um, trong tử lâu nhã các, một một ly rượu bị nền đến vỡ nát, cái kia mặt mũi tràn đầy giữ tợn tráng hán che lấp ánh mắt đầu ra, quét giang giật bóng lưng một chút, bên trong đều là hung quang, tựa như một cái nhắm người mà phệ như dã thú. Bá đao ca, đứng ở phía ngoài hai tên thiên quân, một người đi vào, bá đao đem trong tay một khối xương ném một cái, âm thanh lạnh lùng nói, phí quốc, để cho người ta nhìn chằm chằm hắn, hắn ra khỏi thành sau ngươi dẫn người đem cái này tạp vái giết. Nếu là mấy cái kia tiểu nương môn cũng ra khỏi thành, đưa các nàng bắt lại cho ta lại đưa tin cho ta. Rõ, phí quốc thiên quân chắp tay nhanh chân hướng ra phía ngoài đi ra, rất nhanh biến mất ở bên ngoài trong quảng trường. Giang giật theo phủ thành chủ trở lại tiểu viện của mình về sau, không còn có đi ra, không bằng hắn vẫn như cũ dùng thần niệm tiếp tục dò xét trong thành trì tình huống. Tại trời tối thời gian, cửa thành đông có 10 con đại đội trở về, mỗi một đoàn đội đều có hơn 1.000 người, trùng trùng điệp điệp về thành, mỗi cái đội ngũ đều có thiên quân võ giả dẫn đội, mà lại không phải một người, mà là 5 người Cái này 10 con đại bộ đội về thành sau tựu riêng phần mình tản ra Cửa thành đông không còn có người ra vào Vào đêm sau bên ngoài bầu trời lôi điện cũng đã biến mất Toàn bộ thiên lôi đảo ám kim xuống tới Trong đêm quảng trường cùng phủ thành chủ thì phá lệ náo nhiệt Rất nhiều thiên quân cường giả đều ẩn nhiệt, Mang theo từng bầy thủ hạ hướng phủ thành chủ đi đến Rõ ràng là đi hưởng lạc Lúc nửa đêm toàn bộ thiên lôi thành triệt để an tĩnh lại Giang giật cũng làm cho mọi người riêng phần mình nghỉ ngơi hắn cũng ngồi xếp bằng tu luyện một đêm. Trời còn chưa sáng, bên ngoài náo nhiệt lên, từng cái võ giả hướng trong thành quảng trường tụ tập mà đi. Khoảng chừng hơn một vạn người trên quảng trường hội tụ, chia 10 cái đại đội, liên tục không ngừng nhắm hướng đông cửa thành đi đến. Đây cũng là cửa thành cũng đủ lớn, cái này hơn một vạn người hành tẩu cũng rất chỉnh tề, thủ quy củ, nếu không muốn toàn bộ thông qua đều cần không ít thời gian. Các loại chợ thiên hoàn toàn sáng rõ về sau, kia hơn một vạn người toàn bộ ra khỏi thành, thành nội lại khôi phục yên tĩnh quạnh quẽ giang giật tại lúc này cũng đình chỉ thần niệm dò xét hắn vung tay lên nói đi ra khỏi thành ra khỏi thành phượng loan bọn người đầy mắt kinh ngạc các nàng có ba ngày thời gian bốn ngày sau mới cần nộp lên lôi thạch giang giật làm sao ngày thứ hai liền muốn ra khỏi thành cái này tình huống như thế nào đều không có thăm dò rõ ràng lập tức ra khỏi thành thật được không phượng loan có lòng muốn thuyết phục thoáng cái giang giật nhưng nhìn hắn thần sắc kiên định cũng liền không nói gì còn như những người còn lại căn bản sẽ không đi khuyên giang giật, mọi người cũng không có gì thu thập, đứng dậy đi ra phía ngoài. Tốt, bằng nhanh nhất tốc độ đi cửa thành đông, vừa ra cửa sân, giang giật mang theo giang tiểu nô, vung tay lên hướng phía trước phóng đi, phượng loan bọn người theo sát phía sau, thẳng đến cửa thành đông. Giang giật cũng không phải là điên rồi, mà là Phượng Loan các nàng cũng không nghĩ đến hắn hôm nay xảy ra thành, những cái kia người chú ý hắn sẽ nghĩ ra được sao không theo lẽ thường ra bài, mới có thể xáo trộn địch nhân an bài, mới có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn bố trí phản kích. chương 656, Lôi Hỏa, Giang giật đoán không lầm, hắn cái này vừa chạy, mà lại là toàn bộ người mang theo chạy, hoàn toàn chính xác để người chú ý hắn luống cuống. Các loại chờ những cái kia trinh sát truyền tin tức trở về, Giang giật bọn người đã sớm xông ra cửa thành đông. Giang giật muốn chính là, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Hắn xông ra cửa thành đông về sau, bốn mắt quét qua, phát hiện phía trước có một đầu đại đạo, đại đạo hai bên đều là hoang sơn dã lĩnh bốn phía cũng không nhìn thấy có người đang đào lôi thạch hắn hướng bên trái quét qua quát khẽ phượng nhi mang theo các nàng đi theo ta giang giật đem giang tiểu nô ném cho phượng loan hắn thì mang theo tiền vạn quán cùng chiến vô song hướng bên trái hoang sơn bay đi tiền vạn quán mặc dù đạt đến kim cương cảnh nhưng là còn không có học được phi hành giờ phút này cũng không có thời gian cho hắn đi học phi hành hưu phượng loan cùng thanh ngư phân biệt mang theo một người như mấy đạo thần hồng hướng núi hoang bên trên bay đi, rất nhanh biến mất ở phía xa minh mông thanh sơn bên trong. Oanh, 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 phía đông bầu trời xa xăm, kia kinh lôi âm thanh nối liền không dứt từng đạo như giữ tận bạch xà thiểm điện vạch phá bầu trời, không ngừng hướng trên hải đảo bổ xuống, tạo thành thiên lôi đảo đặc biệt cảnh quan. Hưu, sau một nén hương, đông thành bên trong sông ra bốn tên thiên quân, bọn hắn sắc mặt tức hồn hền, bằng nhanh nhất tốc độ vọt ra, thần thức trước tiên tản ra, nhưng bốn phía nào có giang giật thân ảnh. Truy, bốn tên thiên quân một người trong đó, chính là bá đao thủ hạ phí quốc, hắn lạnh giọng quát khẽ một tiếng, dọc theo đại đạo thẳng tắp bay đi, thần thức cực hạn triển khai, bốn phía dò xét. Hưu, tại bốn người này rời đi không bao lâu, lại có mười mấy người vọt ra, trong đó thiên quân ba người, còn lại đều là kim cương đỉnh phong. Một tên thiên quân trong con người đều là sát ý, dò xét một phen nói đi, cầm xuống mấy cái mỹ nhân, lòng ra trùng điệp có thưởng. Mười mấy người này cũng không có hướng núi hoang bên trong phóng đi, mà là thành thành thật thật hướng đại đạo chạy đi, ánh mắt hướng núi hoang nhìn lại lúc, còn có chút vẻ sợ hãi, tựa hồ cái này núi hoang bên trong vô cùng nguy hiểm. Trên thực tế, núi hoang bên trong hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, giờ phút này giang giật các nàng tự cảm nhận được. Núi hoang bên trong cũng không có yêu thú, hoặc là quái vật, chỉ là bay hơn 10 dặm về sau, không khí đột nhiên trở nên nóng rực lên, vân phỉ bọn người có chút không chịu nổi. Giang giật có hỏa linh châu, cũng không có cảm nhận được nửa điểm cực nóng, hắn nhìn thấy chiến vô xong cùng tiền vạn quán mồ hôi nóng lâm ly mới tốt kỳ hỏi các ngươi thế nào tiền vạn quán cùng chiến vô xong lúc đầu đang khổ cực trèo trống, giờ phút này giang giật hỏi tiền vạn quán mới cười khổ nói ra lão đại người không nóng sao nha quên đi người không sợ hỏa giang giật ánh mắt quét qua phát hiện vân phỉ mấy người cũng sắc mặt đỏ lên tóc mai đều bị mồ hôi ướt nhẹp hắn lúc này mới kịp phản ứng thần thức nhanh chóng dò xét một phen xác định phụ cận không ai về sau trong tay đế cung lóe lên, đem vân phỉ tiền vạn quán chiến vô song giang tiểu nô thanh ngư bọn người thu vào, đồng thời truyền âm cho mọi người tùy thời chuẩn bị chiến đấu, như cần các nàng xuất chiến hội tùy thời truyền tống ra. Phượng Nhi, có thể chống đỡ lại sao chỗ này vì sao nóng như vậy? Giang giật quan tâm hướng Phượng Loan một giọng nói, Phượng Loan khẽ mỉm cười nói, công tử quá coi thường ta, ta chịu không được sẽ mở ra thần thuẫn, đừng nói điểm ấy nhiệt độ, lại cao hơn gấp 5 lần đều vô sự. Người giúp ta hộ pháp một phen, ta phóng thích thần niệm dò xét thoáng cái. Giang giật nghĩ nghĩ, dứt khoát hướng phía dưới núi bay đi, Phượng Loan đi theo xuống dưới, đồng thời mở ra thần thuẫn, thần thức bốn phía tản ra, đề phòng. Giang giật thần niệm hóa thành một đạo thanh phong hướng bốn phương tám hướng dò xét mà đi, rất nhanh hắn phát hiện không khí cực nóng nguyên nhân, bởi vì hắn tại phía trước dò xét đến bên trong dãy núi, có từng đoàn từng đoàn màu lam hỏa diễm phiêu linh tại sơn giã bên trong, kia hỏa diễm tốc độ di động còn rất nhanh, tại sơn giã bên trong như cô hồn giã quỷ du đáng, phía trên thỉnh thoảng có điện hoa lấp lánh, nhìn rất là kinh khủng. Đây là lửa gì, nội tâm của hắn khẽ động, hỏa diễm là hắn thích nhất đồ vật, bất quá cái này hỏa diễm có chút quỷ dị, có thể tại sơn giã bên trong tự động du đáng còn có lôi điện lấp lánh cái này chẳng lẽ cũng là quỷ hỏa sao. Đây là thiên lôi chi hỏa, nơi xa sáng lên một đạo bạch quang cùng một đạo tiếng oanh minh đem giang giật giật mình tỉnh lại. Cái này hỏa diễm bên trên có hồ quang điện lấp lánh, hẳn là thiên lôi đánh xuống lúc sinh ra lôi hỏa còn như vì sao cái này lôi hỏa sẽ ở sơn giã trung du đáng kia giang giật không không rõ ràng a à, không biết cái này lôi hỏa có thể hay không thu lấy lôi hỏa nhiệt độ so với cử thiên long viêm quỷ hỏa như thế nào cái này lôi hỏa bên trên có hồ quang điện lấp lánh ta đi thu lấy có thể hay không bị điện giật chết a à. giang giật trần chờ một chút vốn định tiếp tục dò xét một phen nhưng hậu phương truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng xé gió kinh động đến hắn hắn thần niệm quét qua lập tức mở to mắt quát khẽ nói có người đuổi theo tới, Phượng Nhi, đi. Đằng sau tới bốn tên thiên quân, trong đó một cái giang giật còn nhận biết, chính là bá đao thủ hạ phí quốc, bốn người theo sát các nàng mà đến, tốc độ nhanh như vậy, khẳng định là theo đuổi giết. Mặc dù bốn người này hắn dò xét đều là hạ giai thiên quân, nhưng giang giật vẫn là hy vọng, có thể không khai chiến cũng không cần khai chiến. Hắn để Phượng Loan mang theo, cấp tốc hướng bên trái phá không mà đi, đám người kia là hướng trên đại đạo thẳng tắp lao nhanh, các nàng tại núi hoang bên trong khoảng cách đại đạo có hơn 20 dặm, nhưng đối phương nhất định có thể dò xét đến. Đã đối phương không đi hoang sơn, vậy hắn hướng hoang sơn chỗ sâu bỏ chạy, nhất định có thể né qua đối phương dò xét. Hưu, hai người vạch phá bầu trời, rất nhanh phi hành hơn 20 dặm, nhưng Phượng Loan lại đột nhiên ngừng lại nói, công tử, phía trước nhiệt độ quá cao, ta nguyên lực tiêu hao quá lớn. Ừ, giang giật thần thức hướng phía trước quét tới, Tại ngoài 50 dặm dò xét đến có một đoàn màu xanh ra trời hỏa diễm chính hướng bên này phiêu đáng mà đến, còn người nhất chuyển nói, người cũng vào đế cung đi, ta không sợ hỏa, nơi này ngược lại vô cùng an toàn. Công tử cẩn thận, kia hỏa có lôi điện, khác đừng đơn giản tới gần. Phượng Loan cũng dò xét đến kia màu lam hỏa diễm, bàn giao một tiếng, bị giang giật thu nhập tiến vào đế cung bên trong. Hắn dừng một chút, thần thức hướng kia lôi hỏa phụ cận dò xét mà đi, muốn xác định thoáng cái lôi hỏa bên trong có phải là thật hay không tiềm điện. Suy suy, tại Giang Giật Thần thức tới gần đoàn kia lôi hỏa trăm trượng khoảng cách lúc lôi hỏa bên trong đột nhiên lấp lánh ra một đoàn điện quang, kia hồ quang điện như dao long hướng Giang Giật Thần thức cuốn tới, thoáng cái đem hắn kia lũ thần thức xoắn thành hư vô. A, à, một lũ thần thức bị diệt, Giang Giật linh hồn cũng nhận thương tích, hắn ôm đầu trên không trung quay cuồng lên, thân thể như như đạn pháo hướng phía dưới đập tới, trùng điệp đập xuống tại một đầu trong hạp gốc, đem một tảng đá lớn đều nện đến chia năm sẻ bảy. A, a. Linh hồn bị hao tổn kia là khó chịu nhất, Giang giật trợn mắt muốn nứt, ôm đầu trên mặt đất lăn lộn không ngớt, đau đớn kịch liệt để toàn thân hắn đều co quắp, loại đau khổ này quá khó tiếp thu rồi, so cầm đau cắt thịt của hắn cũng còn khó chịu hơn. Trọn vẹn gần nửa nén hương thời gian, Giang giật mới làm dịu tới, hắn từng ngụm từng ngụm trên mặt đất thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hãi hồi tưởng lại vừa rồi linh hồn bên trong thống khổ, trên trán mồ hôi lạnh chảy dọc. Cái này lôi hỏa quả nhiên không thể chạm vào, ta một lũ thần thức còn không có tới gần tinh tế dò xét đều bị tiêu diệt, người nếu là nhích tới gần, không phải bị điện giật cung xoắn thành bột mịn a. À. Giang giật nguyên bản còn muốn thử một chút hỏa linh châu có thể hay không hấp thu lôi hỏa, giờ phút này lại là cho hắn 100 cái lá gan, cũng không dám đi tới gần, vừa rồi cái loại cảm giác này quá kinh khủng, hắn đều cho là hắn phải chết. Hưu, đúng lúc này, đại đạo phương hướng đột một truyền đến một đạo tiếng xé gió, bốn đạo thân ảnh như cầu vồng bay vụt mà đến, bốn người đều mở ra thần thuẫn, trên thân bị vạn trượng kim quang bao phủ, khí thế phi phàm, tựa như thần để giáng lâm. Một người thật xa tự u u truyền âm tới, tiểu tử, dám chạy đến cái này lôi lĩnh đi lên ngươi lá gan thật lớn a, không có bị lôi hỏa thiêu chết tính ngươi mạng lớn. Đương nhiên, cái này không trọng yếu, giao ra kia bốn cái mỹ nhân, chúng ta tha cho ngươi một mạng, nếu không, chết. Chương 657, trong núi có cái gì? Chiến vẫn là trốn, đây cũng là một vấn đề, bốn cái hạ giai thiên quân Giang giật đem kim giao phượng loan giang tiểu nô phóng xuất, tăng thêm hắn cũng có bốn người, đồng dạng là bốn tên tổng hợp chiến lực nhưng so sánh hạ giai thiên quân võ giả, cuối cùng ngưu chết vào tay ai, còn còn chưa thể biết được. Vấn đề là giang giật không dám đánh cược, phượng loan cùng giang tiểu nô hai người đối với hắn quá trọng yếu, vạn nhất có bất kỳ một người vẫn lạc, hắn cái này đều sẽ ở áy náy bên trong vượt qua, sở dĩ hắn quyết định trước trốn thoáng cái, thực sự không được lại chết chiến. Hắn không dám phóng thích độn thiên, hắn là dịch nô, nếu là tự tiện rời đi thiên lôi đảo, nói không chừng sẽ bị lục ra truy sát, hắn cũng không có tại tội đảo ở lại tư cách. Kề bên này khẳng định lại có rất nhiều lôi hỏa, giống như cự ly ngắn độn thiên, kia rất có thể đụng đầu vào lôi hỏa bên trên. Sở dĩ hắn chỉ có thể liều mạng hướng phía trước bay, hắn tốc độ phi hành coi như không tệ, cùng liên tục thuấn di không có gì khác biệt, mỗi lần thuấn di thế nhưng là sẽ tiêu phí một chút thời gian. Hưu, hắn là thẳng tắp hướng trước mặt đoàn kia lôi hỏa bay đi, cái này lôi hỏa nhiệt độ kỳ cao, hẳn là so quỷ hỏa còn cao hơn rất nhiều, khoảng cách xa như vậy Phượng Loan đều không chống nổi, hắn căn bản không tin tưởng phía sau bốn tên thiên quân có thể chịu nổi. Bành, phi hành vài dặm khoảng cách, bên trái ngoài mấy chục dặm một và cự đại sơn phong bên trong đột nhiên toát ra một đoàn màu lam hỏa diễm, kia hỏa hỏa diễm rất lớn, thoáng cái đem phụ cận một mảnh thiên đều chiếu sáng, to lớn lôi hỏa vừa xuất hiện tự chia ra thành một đoàn tiểu hỏa diễm, bốn phía du tẩu đem giang giật sau lưng bốn người dọa đến ở giữa không chung dừng lại dựa vào giang giật cũng bị hù dọa làm sao nơi này sơn còn có thể phun lửa cái này nếu là phía dưới trong dãy núi đột nhiên phun ra một đoàn lôi hỏa hắn không phải bị lôi hỏa bên trên hồ quang điện oanh sát a à. hắn thân thể nhanh chóng hướng không chung bay một khoảng cách vừa vội nhanh hướng phía trước bay đi phía sau bốn người sửng sốt một chút cắn răng đuổi theo bốn người mặc dù có thần thuẫn hộ thể nhưng nhiệt độ cao như thế nguyên lực hao tổn quá nhanh một cái không tốt thần thuẫn phá bọn hắn sẽ bị nhiệt độ cao bao phủ đốt sống chết tươi tiểu tử này không có thần thuẫn vì sao có thể tiếp nhận nhiệt độ cao như thế theo khoảng cách phía trước đoàn kia lôi hỏa càng ngày càng gần bốn người đều kinh nghi một người thần thức tại giang giật trên thân đảo qua hoảng sợ nói không đúng trên người hắn khẳng định có tích lửa bảo vật các ngươi xem trên người hắn một giọt mồ hôi đều không có rõ ràng không sợ cái này nhiệt độ cao công kích ngăn lại hắn Phí quốc thiên quân bạo giống một tiếng, trong tay một cái con thoi xuất hiện, hắn nguyên lực quán chú đột nhiên hướng phía trước phung ra, nương theo lấy một đạo bén nhọn tiếng xé gió, kia con thoi hóa thành tàn ảnh thẳng tắp hướng giang giật phía sau lưng vọt tới, tốc độ nhanh như kích quang điện ảnh, chỉ là một cái chớp mắt thời gian tự đuổi kịp giang giật. Phốc, con thoi còn không có tới gần, một cỗ khí kình tựu phóng tới, đem giang giật cho chấn thương, giấu ở trong thân thể hỏa vân khải lập tức ra hộ thể, trên người hắn bạch quang sáng lên, thân thể biến mất tại nguyên chỗ, Thuấn Di, bốn người khẽ giật mình, sau đó con người thoáng cái phát sáng lên, bọn hắn đều thấy được giang giật bên ngoài thân hỏa vân khải, kia vạn trượng hồng quang quá trói mắt, hỏa vân khải bên trên khí tức cũng còn hùng hậu vô cùng, bốn người đồng thời hoảng sợ nói, ngụy thần khí. Truy, tựa như điên cuồng, loại hình phòng ngự ngụy thần khí, để bốn người biến thành bốn cái mắt đỏ quái thú, điên cuồng hướng giang giật đuổi theo, bốn người không ngừng đánh ra các loại thần thông, đạo văn công kích, phóng thích riêng phần mình bảo vật, truy sát giang giật. Hiu hiu hiu, Giang giật nhắm mắt lại, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Tại cái này trong trạng thái, mọi người công kích còn không có phát ra, hắn liền đã có thể sớm đoán được, tiếp theo trước thời gian tránh thoát đi. Đương nhiên tốc độ của hắn vẫn là quá chậm, công kích dư ba khó tránh khỏi hội tác động đến, cũng may có Hỏa Vân Khải, điểm ấy công kích dư ba hoàn toàn đối hắn không có ảnh hưởng. Dầm dầm dầm, bốn người cường đại công kích đem bốn phía dãy núi từng mảnh từng mảnh nổ nát, thậm chí có một người bắn ra mấy trăm đạo thương ảnh đem phía trước một ngọn núi đâm ra mấy trăm cửa khổng biến thành tổ ong vỏ vẽ nhưng này sơn phong liền là không sụp đổ quỷ gì kinh khủng đến cực điểm còn có cái kia tiểu con thoi lần lượt phá không mà đến tốc độ quá nhanh như giang giật không tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái khẳng định không thể né tránh kia tiểu con thoi những nơi đi qua không gian xuất hiện từng mảnh từng mảnh xấu xí vết sẹo vết nứt không gian không cách nào tưởng tượng như cho cái này con thoi bắn tại trên thân người kết cục sẽ như thế nào giang giật nhắm mắt lại trên không trung bay thật nhanh hắn chợt cao chợt thấp chợt trái chợt phải có đôi khi đột nhiên hướng phía dưới vọt tới lại đột nhiên ngoặt một chỗ ngoặt hướng không trung thẳng tắp bay vụt hắn phi hành quỹ thích nhìn rất quái dị nhưng hết lần này tới lần khác liền có thể đơn giản tránh né mọi người từng đạo công kích thân sắc hắn giếng nước yên tĩnh tựa như tại chính mình tiểu viện tản bộ đem bốn người tức giận đến toàn thân phát run nhưng lại không thể làm gì bởi vì nhiệt độ càng ngày càng cao bốn người nếu không nghĩ thần thuẫn vỡ tan bị đốt sống chết tươi chỉ có không ngừng quán chú nguyên lực vào thần thuẫn bên trong. Bọn hắn còn muốn công kích, tốc độ phi hành tự nhiên không có khả năng quá nhanh, nếu không một cái không tốt giang giật còn không có giết chết, bọn hắn tự chết ở đây. Một dặm, hai dặm, ba dặm, bốn người rốt cục không dám ở đuổi, phía trước thế nhưng là có một đoàn lôi hỏa tại giữa núi non trùng điệp du đáng, lại tới gần bốn người tuyệt đối không chống nổi. Bọn hắn nhìn thấy giang giật trên mặt không có nửa điểm bị nhiệt độ cao nướng dấu hiệu, toàn bộ nhìn qua hỏa vân khải ánh mắt càng thêm cực nóng, theo bọn hắn nghĩ, Giang giật có thể không sợ nhiệt độ cao, vậy khẳng định cùng cái này ngụy thần khí có quan hệ. Hưu, Giang giật cũng mặc kệ bọn hắn, thân thể hóa thành lưu quang hướng phía trước tiếp tục bay đi, rất nhanh biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Phí ca, làm sao bây giờ? Bốn người tiến thoái lưỡng nan, một người đưa ánh mắt về phía kia phóng thích con thoi phí quốc thiên quân, người kia vung tay lên nói, đi vòng qua, đi phía trước ôm cây đợi thỏ. Cái này ngụy thần khí ta nhất định phải được, chỉ cần đạt được cái này ngụy thần khí, ta liền có thể trở thành thiên lôi thành người thứ 11 bá chủ, lại cướp đoạt lôi sơn, đến lúc đó mang các người ăn ngon uống say. Tốt, còn lại ba người đều trở nên hưng phấn, bọn hắn cùng phí quốc quan hệ rất tốt, phí quốc thực lực gần so với bá đao yếu một ít, chỉ cần có thể đạt được ngụy thần khí, tổng hợp chiến lực tuyệt đối có thể so sánh trung giai thiên cư, đến lúc đó trở thành thiên lôi thành thứ 11 bá chủ, bọn hắn đi theo cũng tốt lăn lộn. Lập tức bốn người hướng về sau mới thối lui, chờ không khí không có như vậy cực nóng về sau, lại vòng quanh hướng phía trước đuổi theo. Hugh, Giang giật tốc độ hoàn toàn chính xác chậm, tới gần đoàn kia lôi hỏa sau tốc độ càng chậm hơn, hắn cũng không dám đi dò xét, chỉ là nhìn xa xa, nhìn thấy kia lôi hỏa tại bên trong dãy núi Du đãng cảm giác thật thần kỳ. Những này lôi hỏa vì sao không biến mất ở trong thiên địa, vì sao muốn tại bên trong dãy núi Du đãng bọn chúng chẳng lẽ có sinh mạng thể nếu không làm sao lại tự động Du đãng vẫn là nơi này đặc biệt địa hình tạo thành nơi này giống như có tự nhiên tụ lôi trận. Giang giật ánh mắt lấp lóe dù sao khoảng cách xa như vậy, kia lôi hỏa không có khả năng thoát ra hồ quang điện đem hắn đánh chết a hắn cũng không đi, tự sừng sướng ở đó phụ cận tinh tế quan sát. Rất nhanh hắn phát hiện một cái quy luật, đoàn kia lôi hỏa luôn luôn vây quanh bốn năm tòa núi nhỏ phong du đáng, chợt tới chợt lui, tổng không có ly khai kia ba bốn ngọn núi. Kia vài tòa trong núi có cái gì? Giang giật tâm niệm vừa động, hắn có chút hối hận vì sao không có hỏi tinh tường hồ tam là thế nào đào lôi thạch hắn không hiểu cũng cảm giác, cái này lôi hỏa cùng lôi thạch có quan hệ, nói không chừng kia trong núi tựu có lôi thạch. Dùng thần thức dò xét thoáng cái, Giang giật đôi mắt lấp lóe, có chút không nắm được chú ý, mặc dù kia lôi hỏa du tẩu đi mặt khác một ngọn núi lúc, hắn dò xét ngọn núi này, khoảng cách lôi hỏa có một dặm khoảng cách, theo lý thuyết sẽ không có sự tình. Nhưng mới vừa rồi bị lôi hỏa bên trong hồ quang điện hủy đi một lũ thần thức thật là đáng sợ, giờ phút này còn lòng còn sợ hãi đâu. Chương 658, màu lam ngọc thạch, thử một chút, Giang giật nhìn ra ngoài một hồi về sau, cắn răng quyết định dò xét một phen, hắn vừa rồi dùng thần thức dò xét lúc, kia lũ thần thức là dựa vào gần lôi hỏa trăm trường sau mới bị hủy diệt, giống như cẩn thận chút sẽ không có vấn đề. Hắn nhô ra thần thức thận trọng hướng phía trước phát ra mà đi, chờ lôi hỏa hướng xa xa mấy dãy núi du đãng mà đi về sau, hắn thần thức lập tức hướng gần nhất một tòa núi nhỏ tìm kiếm. Cái này, chẳng lẽ liền là lôi thạch, giang giật linh hồn đột nhiên chấn động, bởi vì hắn tại bên trong ngọn núi nhỏ một cái cự thạch bên trong, thấy được một cái tản ra quang mang tiểu ngọc thạch. Kia ngọc thạch chỉ có hạt gạo lớn như vậy, toàn thân là màu lam, tựa như trong viên đá sinh ra một khối lam ngọc, óng ánh sáng long lanh, ngọc thạch bên trong có được không hiểu năng lượng cùng khí tức, cảm giác rất là huyền bí. Lôi hỏa đến đây, nơi xa đoàn kia lôi hỏa du đãng tới, Giang giật vội vàng thu hồi thần thức, xác định sau khi an toàn, hắn thần thức tại phụ cận sơn phong bên trong giò xét, mặc dù cũng có thể phát hiện vô số cùng ngọc thạch bên ngoài đồng dạng hắc thạch nhưng này ta hắc thạch bên trong lại đều không có màu lam ngọc thạch các loại chờ lôi hỏa du đã lái đi về sau giang giật lại như thiểm điện tại còn lại năm tòa sơn phong bên trong theo thứ tự dò xét một lần quả nhiên năm tòa ngọn núi nhỏ bên trong đều có một khối màu lam tiểu ngọc thạch mà phủ cận sơn phong thì tìm không thấy một khối ngọc thạch ngọc thạch này không cần nhìn kỹ đều biết là bảo vật còn như có phải hay không lôi thạch giang giật tự không được biết đao Giang giật nảy sinh ác độc, bất kể có phải hay không là lôi thạch, trước đào lại nói, dù sao hắn đào lôi thạch là trong trước mắt, kia lôi hỏa là tuyệt đối không gây thương tổn được hắn. Lần nữa quan sát một trận, Giang giật chờ đợi lôi hỏa du đãng mà đi về sau, thân thể lóe lên thuấn di đi tòa thứ năm sơn phong, trong tay hỏa long kiếm xuất hiện đột nhiên hướng phía trước xoắn đi, thân thể cũng đi theo bay vụt mà tiến, nhanh chóng đã tới màu lam ngọc thạch phụ cận, đưa tay đem ngọc thạch bắt lấy. Suy suy, tại bắt lại ngọc thạch một khắc này, Giang giật toàn thân đều run rẩy lên, toàn thân co quắp không ngừng, cũng cảm giác bị lôi điện đánh trúng. Màu lam ngọc thạch bên trong có hồ quang điện bắn ra, cũng may kia hồ quang điện rất yếu, Giang giật còn có thể tiếp nhận, sở dĩ hắn chỉ là dừng trong trước mắt, lập tức thuấn di ra ngoài. Lôi thạch, đây nhất định là lôi thạch, lần nữa trở lại ban đầu ngọn núi nhỏ, Giang giật cầm ngọc trong tay thạch mặt mũi tràn đầy vui mừng, ngọc thạch này vừa rồi thả ra lôi điện chi lực, sơn phong phụ cận còn có lôi hỏa du đáng, cái này rất có thể liền là lôi thạch hắn lặp đi lặp lại nhìn ra ngoài một hồi, phát hiện màu lam ngọc thạch chỉ là vừa mới thả ra lôi điện chi lực về sau không còn có phóng thích hồ quang điện. hắn cũng không dám tùy ý dùng nguyên lực bao lũng luyện hóa gì gì đó, trước tiên thu nhập cổ thần nguyên trong nhẫn. hắn cũng không dám bại lộ hỏa linh châu, vạn nhất bị cường giả ngấp nghé, vậy sẽ phiền toái hơn. a à, màu lam ngọc thạch bị đào, lôi hỏa lại không tới. giang giật ánh mắt hướng phía trước quét tới, phát hiện lôi hỏa chỉ ở bốn tòa sơn phong du đắng trong mắt của hắn quang mang lóe lên, chờ lôi hỏa rời đi, lần nữa thuấn di mà đi. Ông, một lát sau, hắn lần nữa trở về, trong tay lại cầm một viên nho nhỏ màu lam ngọc thạch, khóe miệng còn tại co rúm, vừa rồi lại bị điện thoáng cái. Ừm, lôi hỏa khoảng cách còn xa, ta còn có thể lại đào một viên màu lam ngọc thạch. Giang giật tính toán một phen, lần nữa mạo hiểm thuấn di một lần, lần này lại thành công đào trở về một viên màu lam ngọc thạch, kia lôi hỏa cũng chỉ có thể tại hai ngọn núi du đáng hắn lần này không dám mạo hiểm lôi hỏa khoảng cách quá gần vạn nhất lôi hỏa bên trong lấp lánh lôi điện chi lực vào tới hắn đều không thể tưởng tượng hậu quả lôi hỏa bên trong hồ quang điện cùng màu lam ngọc thạch bên trong hồ quang điện thế nhưng là tranh lệch thiên địa nhìn một chút đều làm lòng người sợ đúng rồi vừa rồi bên kia một ngọn núi có lôi hỏa thoát ra chẳng lẽ bên kia cũng có màu lam ngọc thạch giang giật nhớ tới vừa rồi những người kia đuổi giết hắn thời điểm một ngọn núi bên trong thoát ra lôi hỏa tâm hắn niệm khẽ động dù sao tại cái này vô cùng an toàn, hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, sau đó phóng thích thần niệm, dò xét những người kia phải chăng ở phía sau dừng lại. Không ai, đi, hắn dò xét mấy ngàn dặm xác định không ai về sau, thân thể lập tức bay đi, hướng đường cũ trở về, thẳng đến kia thoát ra quỷ hỏa địa phương. Tòa kia cử đại sơn phong rời đi cái này không xa, chỉ là nửa nén hương thời gian giang giật tựu đã tới phụ cận, hắn đưa mắt nhìn một cái, hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, bởi vì kề bên này có bảy tám đoàn lôi hỏa, chính vây quanh mấy chục tòa núi nhỏ du đáng. Tình huống như thế nào chẳng lẽ cái này hơn 30 ngọn núi bên trong đều có màu lam ngọc thạch. Sang giật hổ khu chấn động, như đều có loại kia màu lam ngọc thạch, ngọc thạch này lại thật là lôi thạch, vậy hắn thoáng cái tự có mấy chục mai lôi thạch vào tay, mấy ngày bên trong bọn hắn đều không cần là lôi thạch lo lắng. Hắn thần thức thận trọng nhô ra, rất nhanh đôi mắt sáng lên, bởi vì tại kia mấy chục tòa sơn phong bên trong đều có màu lam ngọc thạch, ở giữa nhất nhất ngọn núi lớn bên trong, màu lam ngọc thạch còn khoảng chừng hơn 30 mai. Đào, Giang giật cắn răng quát khẽ, thân tử không đoạn thuấn gì thừa dịp lôi hỏa du đáng đi ra trong nháy mắt, từng cái đem từng mai từng mai màu lam ngọc thạch đào lấy. Hắn đào màu lam ngọc thạch phương pháp rất giảng cứu, cũng không có loạn đào một trận, mà là trước đem bên trái vài tòa ngọn núi nhỏ màu lam ngọc thạch móc ra, để lôi hỏa không còn du đáng tới. Tốt, có thể đem ở giữa nhất dãy núi màu lam ngọc thạch cầm xuống. Bảy tám mai màu lam ngọc thạch tới tay, Giang giật mục tiêu nhắm ngay kia ngọn núi to lớn, ở trong đó thế nhưng là có hơn 30 mai màu lam ngọc thạch. Đem cái này hơn 30 mai màu lam ngọc thạch đem tới tay, hắn liền có thể nhẹ nhõm trèo chống mấy ngày. Ông, các loại chờ bảy đám lôi hỏa du đáng lái đi, Giang giật lập tức thuấn gì mà đi, tiến vào cự đại sơn phong bên trong, hỏa long kiếm tại sơn phong bên trong xoắn ra một cái thông đạo. Bàn tay của hắn như vuốt rồng nhô ra, toàn thân bị điện giật cung đánh chúng cũng không ngừng run rẩy, nhưng hắn tay không có dừng lại, không ngừng nhô ra đem từng mai từng mai màu lam ngọc thạch thu nhập cổ thần nguyên trong nhẫn. Đi, màu lam ngọc thạch chỉ lấy lên hơn 10 mai, giang giật cũng không dám tiếp tục thu, hắn tính ra hẳn là có lôi hỏa du đãng tới, an toàn đệ nhất, vẫn là phân hai lần thu lấy xong một chút. Quả nhiên, hắn thân thể vừa mới thuấn di trở về, tự có một đoàn lôi hỏa du đãng đi qua, vây quanh cự đại sơn phong dạo qua một vòng, lại hướng nơi xa du đãng mà đi. Chờ giây lát, chờ bảy đám lôi hỏa du đãng lái đi về sau, hắn như pháp pháo chế tiếp tục đào lấy màu lam ngọc thạch. Chỉ là thời gian một nén nhang, chung quanh đây màu lam ngọc thạch bị hắn đào bảy tám phần, còn lại gần 10 cái màu lam ngọc thạch hắn không dám động, bởi vì kia bảy đám lôi hỏa một mực tại phụ cận du đáng. Đi, gần 50 mai màu lam ngọc thạch tới tay, giang giật rất là mừng rỡ. Như đây đều là lôi thạch, hắn về sau căn bản không cần sợ giao không lên lôi thạch bị giết. Hắn thân thể tựa như tia chấp hướng phía trước bay đi, muốn tìm đến những cái kia đào lôi thạch người, Chứng thực một chút hắn đảo màu lam ngọc thạch có phải là lôi thạch. Kia hơn một vạn người đi đâu cái này thiên lôi đảo có lớn như vậy. Giang giật âm thầm kinh nghi, một đường hướng phía trước bay đi, thần thức cẩn thận bốn phía giò xét. Bay hơn 10 dặm về sau, thần trí của hắn tại phía trước một ngọn núi bên trong tùy ý giò xét lúc, hắn lần nữa bị xét đánh. A, à, ngọn núi kia bên trong có một đoàn lôi hỏa, Giang giật thần thức đảo qua đi, lôi hỏa bên trong hồ quang điện thoát ra, đem hắn thần thức xoắn nát. Linh hồn của hắn vốn là còn không có khôi phục lại, thoáng cái ôm đầu đập xuống xuống dưới, lần nữa đau đến kém chút đã hôn mê. Địa phương quỷ quái này, quá nguy hiểm, trọn vẹn thời gian một nén nhang, giang giật mới ngồi dậy, trên trán mồ hôi lạnh còn tại chảy dọc, trên mặt cùng trên người cơ bắp tại run nhẹ nhẹ. Linh hồn của hắn thương tích vừa rồi tựu còn không có toàn bộ tốt, giờ phút này đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, linh hồn này thụ thương, cũng không phải dựa vào đan dược có thể khôi phục, chỉ có thể chờ đợi nó chậm rãi khép lại chương 659, 10 ngón kỳ phong, tiếp tục tiến lên, lần này giang giật không dám loạn nhô ra thần thức, tốc độ cũng thay đổi chậm mấy phần, ánh mắt bốn phía liếc nhìn phía dưới sơn phong. Nó không còn đi dò xét phía dưới dãy núi, chỉ cần xem nơi đó có lôi hỏa, có lôi hỏa địa phương tự có màu lam ngọc thạch, hắn tiện đường thu lấy chính là. Hắn không có thẳng tắp nhắm hướng đông bên cạnh bay, mà là hướng đông nam bộ bay, khoảng cách đầu đại đạo kia càng xa liền tốt. Đồng thời trong đầu bắt đầu khắc hỏa ra một bức địa đồ, ghi chép nơi đó có lôi hỏa, dạng này cho dù có người đuổi giết hắn cũng có thể lập tức bỏ chạy an toàn địa phương. Có lôi hỏa địa phương cái kia chính là an toàn nhất địa phương, liền xem như kia thập đại bá chủ tới, chắc hẳn cũng không dám tới gần lôi hỏa a. Một đường bay đến, hắn không ngừng phát hiện bên trong dãy núi khắp nơi đều có lôi hỏa, còn lần nữa nhìn thấy một đoàn lôi hỏa theo sơn phong bên trong sông tới, phân tán thành một đoàn lôi hỏa. 60 mai, 80 mai, 100 mai, chỉ là hai canh giờ. Giang giật tiểu góp nhặt hơn 100 mai màu lam ngọc thạch, tao ngộ mấy chục đoàn lôi hỏa, cái này núi hoang bên trong thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ có lôi hỏa xuất hiện, có lôi hỏa địa phương, tất có màu lam ngọc thạch. À, Giang giật thân thể bỗng nhiên giữa không trung, hắn nhìn thấy phía trước một ngọn núi bên trong đột nhiên bắn ra một viên màu lam ngọc thạch, sau đó chung quanh đây mấy ngọn núi đồng dạng bắn ra màu lam ngọc thạch, mà bản tại sơn phong bên trong dù đáng hai đoàn lôi hỏa lại tiêu tán trên không trung, biến mất không thấy cái này màu lam ngọc thạch còn có thể tự động phun trào. Giang giật con người lóe lên, thân thể bay đi, nhẹ nhõm đem kia mấy cái màu lam ngọc thạch toàn bộ chộp vào trong lòng bàn tay, nhìn kỹ một chút, phát hiện cùng hắn đảo lấy ngọc thạch cũng không có khác nhau. Thật kỳ quái, trái xem phải xem, hắn xác định kia lôi hỏa biến mất, lúc này mới hướng phía trước tiếp tục bay đi. Không biết là hắn phi hành lộ tuyến quá vắng vẻ, vẫn là kề bên này quá nguy hiểm, hắn một đường bay tới lại không nhìn thấy một người rầm 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 nơi xa tiếng sấm vang rền lôi điện không ngừng đánh xuống khoảng cách bên này còn rất xa khoảng cách giang giật trầm ngâm một phen hướng lôi điện đánh xuống phương hướng bay đi hắn có loại cảm giác lôi điện đánh xuống địa phương khẳng định là lôi thạch tụ tập địa phương kia hơn một vạn người hẳn là đi bên kia oanh đột nhiên bầu trời một tiếng sấm nổ một đạo thiểm điện hướng bên này dọc theo tới kia thiểm điện phá không mà đến mang theo thiên địa chi uy đem giang giật dọa đến kém chút hồn phi phách tán Cường Đại Uy áp đem hắn đè xuống dãy núi phía dưới, còn tốt cái này lôi điện thí vào phía trước một tòa núi nhỏ mạch bên trong biến mất không thấy, khoảng cách bên này có ít giảm xa. Khó trách nơi này không người đến, lại có lôi điện đánh xuống, vừa rồi ta nếu là vừa lúc ở kia phụ cận, khẳng định không còn sót lại một chút cặn. Giang giật rụt rụt đầu, sợ hãi nhìn lên bầu trời, bầu trời một mảnh xanh thẳm, vạn lý không mây, kia lôi điện thỉnh thoảng phá không mà đến, căn bản không biết nó hội bổ về phía địa phương nào. Giang giật đứng tại một tòa núi nhỏ thượng khán thật lâu, đại khái đánh giá ra, kia lôi điện bình thường đều bổ vào nơi xa, rất ít tại phụ cận trong phạm vi ngàn dặm đánh xuống. Đi, hắn cắn răng tiếp tục tiến lên, không bằng hắn không dám bay quá cao, sợ bị xét đánh, cũng không dám bay quá thấp, vạn nhất phía dưới có lôi hỏa vừa vặn thoát ra đâu hắn tận lực theo sơn phong bên cạnh bay qua, dạng này sẽ an toàn một chút. Lần nữa bay một canh giờ, Giang giật lại thu lấy hơn 100 mai màu lam ngọc thạch, phía trước địa hình rốt cục cải biến hắn rốt cục nhìn thấy người, cũng minh bạch những cái kia lôi điện đến cùng bổ về phía phương nào. Phía trước không còn là hoang sơn giã lính, mà là một mảnh hoang vu đất bằng, trên mặt đất đều là đen nhánh thạch đầu, giống như là một mảnh sa mạc. Nơi xa ngoài mấy chục dặm có 10 tòa ngọn núi to lớn, ngọn núi kia như từng thanh từng thanh kiểu lưỡi kiếm sắc bén trực trùng vân tiêu, ít nhất có mấy ngàn trượng cao, ngọn núi cũng không lớn, sở dĩ thoạt nhìn như là một sợi dựng thẳng lên tới ngón tay. 10 tòa sơn phong xếp thành một hàng, hai hai ở giữa khoảng cách có khoảng 10 dặm, xa xa nhìn lại tựu cùng 10 cái dựng thẳng lên tới ngón tay không có khác nhau. Giang giật thị lực không tệ, có thể nhìn thấy 10 tòa dãy núi phụ cận đều có rất nhiều người vây quanh, bất quá khoảng cách quá xa, những người kia nhìn tựa như từng cái kiến tộc. Oanh, một đạo lôi điện phá vỡ mà đến, bổ vào một ngọn núi bên trong biến mất không thấy, một giây sau lại là một đạo lôi điện đánh xuống, bất quá đánh xuống chính là mặt khác một tòa sơn mạch. Phanh phanh phanh, ngay tại giang giật nghĩ tinh tế quan sát lúc, cách đó không xa một ngọn núi bên trong đất đá đột nhiên bạo liệt bốn đạo thân ảnh phá đất mà lên một cái con thoi tựa như tia chớp bay vụt mà đến bắn thẳng đến giang giật mặt bá đao người giang giật đôi mắt lạnh lẽo thân thể biến mất tại nguyên chỗ một giây sau ra đằng sau vạn trượng thân thể cũng hóa thành tàn ảnh hướng phải hậu phương bay đi tiểu tử còn dám trốn phí quốc thiên quân bạo hống bốn người như cuồng long lao đi bọn hắn tại bực này giang giật rất lâu đáng tiếc Giang Giật không có từ bọn hắn ẩn thân trên ngọn núi bay qua, nếu không bốn người có lòng tin nhất kích tất sát. Giờ phút này chờ giây lát, Giang Giật còn không có động, bốn người đành phải phi thân ra truy sát. Hưu, Giang Giật đoạt mệnh lao nhanh, thẳng tắp hướng phải phía sau bay đi, hắn nhớ rõ bên kia có một đoàn lôi hỏa, khẽ dựa gần lôi hỏa hắn tự an toàn. Quả nhiên, đuổi một khoảng cách, bốn người vừa bất đắc dĩ mở ra thần thuẫn, không khí hắn cực nóng, bốn người căn bản không có cách nào trèo trống bốn người chỉ có thể một bên điên cuồng đuổi theo một bên liều mạng công kích nhưng giang giật lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái khoảng cách xa như vậy bọn hắn công kích căn bản thẻ không trúng hắn ngừng phí quốc thiên quân bất đắc dĩ ngừng lại phía trước nhiệt độ quá cao không cần phải nói có lôi hỏa mấy người lại tới gần tự nguy hiểm phí ca làm sao bây giờ còn lại ba người mặt mũi tràn đầy tức giận lại thúc thủ vô sách chỉ có thể đưa ánh mắt về phía phí quốc thiên quân Phí quốc một phát bắt được con thoi bất đắc dĩ thở dài, có thể làm sao cái này tạp toái căn bản không sợ lôi hỏa, hắn trốn đến lôi hỏa phụ cận, coi như bá đao ca tới cũng vô dụng. Đi thôi, chúng ta trở về, ở trên đường về mai phục, hắn cũng nên về thành A. Tốt, còn lại ba người nhẹ gật đầu, thân thể bắn ngược mà quay về, bay xuống sa mạc về sau, tìm được đầu đại đạo kia, một đường theo đại đạo hướng thiên lôi thành phóng đi. Đi, Giang giật thần thức một mực khóa chặt mấy người, gặp mấy người bắn ngược mà quay về, hắn chậm rãi đuổi kịp, chờ bọn hắn bay xuống sa mạc sau hướng nơi xa chạy đi lúc thở dài một hơi. Do xét thoáng cái bên kia, phía trước là một mảnh sa mạc, Giang giật nhìn ra ngoài một hồi, cũng không có bất kỳ cái gì lôi hỏa du đáng dấu hiệu, hắn cũng không sợ thần thức bị hủy, hắn giờ phút này khoảng cách đoàn kia lôi hỏa rất gần, cho dù có người muốn tới gần đều không được, an toàn vô cùng. Hắn xếp bằng ở một cái sơn cốc bên trong, thần thức như một đạo như gió mát tản ra, hướng xa xa sa mạc bên kia phúc tán mà đi, rất nhanh trong đầu của hắn xuất hiện từng bức họa. Kia 10 tòa ngọn núi to lớn phụ cận xác thực vây quanh rất nhiều người, buổi sáng ra khỏi thành kia hơn một vạn người, hẳn là đều tại kia 10 tòa sơn phong phụ cận. Đương nhiên bọn hắn đều không có chỗ dựa phong quá gần, khoảng cách chừng một dặm, mỗi một ngọn núi bốn phía đều vây quanh hơn một ngàn người, toàn bộ ánh mắt khóa chặt kia cao vút trong mây sơn phong. Suy suy, một ngọn núi đột nhiên ánh sáng lóe lên, mấy trăm miếng màu lam thạch đầu theo ngọn núi bên trong phát ra, phía dưới lập tức như vỡ tổ, vô số võ giả mà đi dành trước hướng lam quang bay đi rất nhiều người bàn tay lớn vồ một cái bắt lấy một đạo lam quang lập tức đầy mắt tâm hỉ thoáng cái thu vào trong lòng bàn tay cổ thần nguyên trong nhẫn ầm um, có ba người đồng thời hướng một đạo lam quang bay đi một tên thực lực cường đại kim cương cường giả hai chân quét qua đem hai người khác đá bay ra ngoài đại thủ bắt lấy lam quang kia hai tên bị đập bay người chỉ có thể xích nhà tét miệng từ dưới đất bò dậy ô oán nhìn qua kia kim cương cường giả phanh 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 bốn phía không ngừng có người chiến đấu nhưng đều không ai ra ngoan thủ mà một khi ai bắt lấy lam quang những người còn lại thì không dám cướp đoạt bên cạnh vây quanh ở còn lại sơn phong võ giả cũng an tĩnh đứng tại chỗ cũng không đến tranh đoạt lôi thạch ha 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 đây quả nhiên là lôi thạch giang giật cuồng hỉ hắn có thể rõ ràng dò xét đến những cái kia lam ảnh liền là hắn đảo lấy màu lam ngọc thạch đã cái này hơn một vạn người đều tại tranh đoạt thứ này vậy khẳng định liền là lôi thạch không lầm cái này nhiều người như cầu tranh đoạt lôi thạch, hắn lại có thể nhẹ nhóm tại hoang sơn giã lĩnh bên trong đảo lấy lôi thạch. Chỉ là hai canh giờ thời gian, hắn tự đào lấy hơn 200 mai lôi thạch, cái này núi hoang nhìn còn vô biên vô hạn, không có gì bất ngờ xảy ra, về sau hắn rốt cuộc không cần là lôi thạch phát sầu. Cắt cắt chương 660, tiểu nô trở về, giang giật kỳ thật không biết, tại thiên lôi đảo thu hoạch được lôi thạch có hai cái biện pháp, đệ nhất liền là tại lôi sơn phụ cận các loại chờ lôi thạch phun trào, cái thứ hai là tại Lôi Lĩnh đi khai quật Lôi Thạch. Bình thường tình huống, gần như tất cả mọi người hội dọc theo đầu đại đạo kia đi Lôi Sơn phụ cận chờ đợi Lôi Thạch phun trào lại cướp đoạt, bởi vì nơi này an toàn nhất. Lôi Sơn bên trong có Lôi Hỏa phun ra lúc nhiệt độ hội dần dần tăng cao, tất cả mọi người có thể sớm tránh thoát đi. Mà lại 10 tòa Lôi Sơn phân biệt bị thập phương thế lực chiếm lấy, cũng sẽ không có xung đột cùng tranh chấp. Thành nội sở dĩ chỉ có thập đại bá chủ, cũng là bởi vì Lôi Sơn chỉ có 10 tòa. Có người muốn muốn trở thành thứ 11 bá chủ, kia nhất định phải làm đi một người, cướp đoạt một tòa lôi sơn, dạng này mới có người quy thuận. Thập đại bá chủ đều âm thầm có ước định, không phải đến tranh đoạt còn lại thế lực sở thuộc lôi sơn bên trong ra lôi thạch. Sở dĩ vừa rồi tòa kia lôi sơn phun trào lôi thạch, phụ cận người không dám đi cướp đoạt. Thập đại bá chủ cũng có mệnh lệnh, lôi thạch thu hoạch được toàn bằng thực lực cùng vận khí, không ai nắm bắt tới tay trước đó, có thể tranh đoạt nhưng không thể náo ra mạng người ai cướp đến tay những người còn lại không cho phép cướp đoạt, chỉ ít. Bên ngoài không được, phụng trộm người có thể đoạt, đó là người bản sự. Đương nhiên, loại thứ hai biện pháp cũng có người nếm thử, tỉ như một chút người mới, hoặc là thực lực yếu, không giành được lôi thạch người, thường thường hội bí quá hóa liều, nhưng cuối cùng những cái kia đi vào lôi lĩnh người đều chết rồi. Cái này thiên thượng lôi điện mặc dù cơ bản bổ vào 10 tòa lôi sơn bên trên, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ bổ vào lôi lĩnh trên núi, lôi điện bổ vào lôi lĩnh nội hắc thạch bên trên, đồng dạng có thể dựng dục ra lôi thạch. Thai nghén lôi thạch đồng thời, cũng sẽ sinh ra lôi hỏa, lôi hỏa quá kinh khủng, bình thường võ giả tuyệt đối không có cách nào tới gần, lôi hỏa còn có thể diệt sát thần thức. Biết rõ lôi hỏa kinh khủng võ giả, đối với lôi lĩnh tránh như xà hạt, người bình thường trừ phi cùng đường mặt lộ, mới có thể mạo hiểm vào lôi lĩnh. Giang giật không rõ những chuyện này, nhưng hắn chỉ cần xác định hắn đào được đích thật là lôi thạch, vậy liền đủ. Hắn thu hồi thần niệm, quay người hướng lôi lĩnh chỗ sâu chạy đi, hắn muốn thu tập đầy đủ lôi thạch, dạng này bọn hắn liền có thể trong thành an nhàn sống sót, mới có thể bình an vượt qua một năm phục dịch kỳ. Hắn thân thể tựa như tia chớp bay đi, ánh mắt bốn phía liếc nhìn, tìm kiếm có lôi hỏa địa phương. Hắn có hỏa linh châu, căn bản không sợ nhiệt độ cao, tại lôi lĩnh nội tùy ý ghé qua, chỉ cần không bị phía dưới phun ra lôi hỏa đụng chạm lấy, nơi này tiểu cùng nhà hắn hậu hoa viên không có khác nhau. Giống như giang giật như thế nhẹ nhóm tại lôi lĩnh nội phi hành, bị thành nội võ giả biết, khẳng định hội toàn thành chấn động. Lôi lĩnh rất lớn, đã nhiều năm như vậy, cũng sinh ra đủ nhiều lôi thạch. Nơi này lôi thạch không ai khai quật, giang giật đào lấy quá dễ dàng, có thể làm cho toàn thành võ giả ước ao ghen đi Một canh giờ, hai canh giờ, bốn canh giờ. Giang giật tại linh hầu tại lôi lĩnh nội trượt chợ tới trượt lui, bốn canh giờ hắn đào lấy ít nhất có 800 mai lôi thạch. Bọn hắn một ngày cần nộp lên 9 cái lôi thạch, 10 ngày 90 mai, giờ phút này hắn có được hơn 800 mai lôi thạch, không sai biệt lắm có thể trèo trống 100 ngày, hơn 3 tháng. Không sai biệt lắm a à. Giang giật nhìn sắc trời một chút, sắp tiếp cận hoàng hôn, hắn nhưng là nhớ rõ tại đang lúc hoàng hôn tất cả mọi người vào thành, trong đêm không ai có thể trở về. Trong đêm không có lôi điện đánh xuống, hẳn là không có lôi thạch phun ra, sở dĩ mọi người mới hội về thành. Bất quá cẩn thận vi thượng, dù sao hắn có hơn 800 lôi thạch, có thể trèo trống mấy tháng. Hắn hướng thiên lôi thành phóng đi, hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, xung nhập phương thiên địa này, tốc độ của hắn không nhanh không chậm, nếu là có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, hắn hội trước tiên biết được. Buổi sáng tự gặp bốn tên thiên quân cường giả phục kích, hắn tự nhiên muốn chú ý cẩn thận một chút. Một đường bay đến, lên đường bình an vô sự, sau nửa canh giờ, hắn đã tới ngoài cửa thành 30 dặm, giống như hắn không phải nhắm mắt lại, hẳn là có thể xa xa nhìn thấy to lớn thiên lôi thành. Đúng lúc này, hắn thân thể đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện phía trước có một chỗ khác biệt, phía trước truyền đến mấy đạo như có như không tiếng hít thở thanh âm rất nhỏ nhưng hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái đối với tình huống chung quanh mẫn cảm nhất có một ít nhỏ xíu khác biệt đều có thể phát giác được phía trước chừng một dặm tiểu sơn ao bên trong bốn người xem ra liền là kia bốn tên thiên quân giang giật trong đầu phi tốc chuyển động hắn lặng lẽ lui lại tại phủ cận dạo qua một vòng rất mau tìm đến một chỗ có lôi hỏa địa phương hắn đứng tại ngồi xuống núi nhỏ tri đình mở to mắt lông mày chăm chú nhân lại bốn người này mai phục địa điểm rất khéo léo nơi này khoảng cách thành trì gần như vậy muốn vào thành kia nhất định phải theo bọn hắn kia đi qua giang giật kỳ thật có thể không ngừng tuấn di vào thành nhưng hắn tốc độ quá chậm đoán chừng còn không có đến cửa thành liền sẽ bị đuổi kịp xử lý bốn người này cuối cùng giang giật làm ra quyết định hắn có một cái không cách nào so sánh ưu thế đối phương cũng không biết hắn cái này có bốn tên thiên quân nếu như hắn trong nháy mắt theo đế cung bên trong đem giang tiểu nô cùng phượng loan kim giao phóng xuất nhất định có thể giết bọn hắn một trở tay không kịp, bốn người phân biệt công kích hai người, coi như không chết cũng phải trọng thương. Bốn người này đuổi giết hắn hai lần, hắn đối bốn người lực công kích cũng có chút hiểu rõ, cũng không phải là quá mạnh mẽ, duy nhất có ta kinh khủng, chỉ có cái kia tối cường thiên quân, có một cái con thoi hình bảo vật, cái kia hẳn là là siêu thánh khí. Giống như bốn người đem hắn tề lực xử lý, còn lại ba người cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết, dù sao Phượng Loan hắc ám đạo văn là quần công, bao phủ tại Hắc Ám Đạo Văn, còn lại ba người căn bản trốn không thoát. Giờ phút này đối phương ba người còn tiềm phục tại nơi đó, cũng không biết rõ hắn thông qua thiên nhân hợp nhất trạng thái sớm dò xét đến bọn hắn, cái này lôi lĩnh nội bốn người này cũng hẳn là không dám mạo hiểm vậy mà loạn phóng thích thần thức, dù sao bên này có một đoàn lôi hỏa. Dung Hữu tâm tính vô tâm, tăng thêm bốn người liên thủ đánh lén, bọn hắn bên này phần thắng đạt đến tám thành. Giang giật định ra kế sách lập tức lấy ra đế cung bắt đầu truyền âm cho phượng loan kim giao cùng giang tiểu nô ba người một mực lo lắng giang giật nghe được truyền âm lập tức mừng rỡ giang giật đem tình huống cùng ba người nói một lần thương nghị một phen trong tay hắn hỏa long kiếm lặng yên xuất hiện lần nữa tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái hướng phía trước chậm rãi bay đi năm giảm ba dặm một giảm bốn người kia vẫn như cũ ẩn thân tại khe núi trong đất bùn giang giật giả bộ không có dò xét đến đầu hắn xoay trái rẽ phải, giống như là một cái hèn hạ tiểu thâu. Hắn căn bản không có phát ra thần thức, người phía dưới cũng không có nhô ra thần thức, tựa hồ song phương đều không có phát hiện đối phương. 300 trường, 100 trường, ầm, phía dưới đất đá nổ tung mà ra, bốn đạo thân ảnh như cuồng long phóng lên tận trời, một cái hiện ra lãnh quang con thoi so với bọn hắn tốc độ nhanh hơn gấp đôi bắn thẳng đến giang giật, mà liền tại giờ khắc này, giang giật biến mất. a à, bốn người con mắt chớp chớp, bên trong đều là vẻ không dám tin, như thế khoảng cách mọi người coi là nhất kích tất sát, lại không nghĩ rằng Giang giật phản ứng nhanh như vậy. Bốn người ánh mắt đồng thời về phía tây bên cạnh quét tới, bọn hắn đều coi là Giang giật hội hướng thiên lôi thành bỏ chạy, nhưng quét xuống một cái cũng không có phát hiện Giang giật thân ảnh. Mọi người đầu lần nữa hiện lên một tia nghi hoặc, phía dưới đột nhiên truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng xé gió, đánh thức bốn người, bốn đôi mắt hướng phía dưới quét tới, vừa vặn nhìn thấy Giang giật thân ảnh tại bọn hắn phía dưới ngưng tụ. Ông! gần như đồng thời giang giật đế cung phát sáng lên ba đạo thân ảnh ra giữa không trung phượng loan vừa xuất hiện hai tay nhanh như tia chấp múa một mảnh hắc khí tại bên người nàng ngưng tụ trong nháy mắt che đậy cái này một khoảng trời hiu giang tiểu nô tại đế cung bên trong lúc đã biến thân khí tức trên người nàng kinh khủng nhất một đôi xanh mơn mởn con người thấy bốn người run sợ cặp kia hiện ra lục quang phượng chảo càng là mang theo khí tức tử vong giang tiểu nô vừa ra bên ngoài lập tức phá không mà đi tại mọi người còn không có bị bóng tối bao trùm về sau, nàng một cái cự chảo đã hướng phí quốc thiên quân đầu chụp tới. Tiểu nô, trở về, Giang giật sắc mặt đại kinh, hắn vừa rồi truyền âm cho Giang tiểu nô, là để nàng tùy thời mà động, chờ bọn hắn công kích một vòng về sau, tìm đúng cơ hội công kích, lại không nghĩ rằng trong tay hắn hỏa long kiếm vừa mới sáng lên, Giang tiểu nô cũng đã phá không mà đi. chương 661, ôm cây đợi thỏ. Giang giác, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, tại hắc vụ còn không có bao phủ mọi người lúc phí quốc thiên quân đầu đã bị giang tiểu nô bóp nát mọi người có thể thấy rõ ràng phí quốc vừa mới phóng thích thần thuẫn nhưng thần thuẫn tại giang tiểu nô phượng trảo phía dưới đơn giản cùng một cái bọt khí không có khác nhau một trào tựu phát nổ hắc ám đã đem khắp nơi bao phủ nhưng tất cả mọi người giờ phút này trong đầu đều là kia rung động lòng người hình được phía dưới hắc vụ cuồn cuộn một cái có lục sắc hai cánh mái tóc màu xanh lục xinh đẹp làm người ta ngạt thở nhưng khí thức kinh khủng đến mức làm lòng người giật mình nữ tử hóa thành tàn ảnh bay vụt mà tới. Kia hiện ra lục quang móng vuốt như tử thần chi chảo chộp vào phí quốc thiên quân thần thuẫn bên trên, nhẹ nhõm phá vỡ, sau đó một chảo đem kia phí quốc đầu tóm đến nhão nhuệt. Tôi khô lạp hủ, có lẽ là khoảng cách song phương quá gần, có lẽ là giang tiểu nô xuất hiện quá đột nhiên, cũng có thể là là kia phí quốc tốc độ phản ứng quá chậm. Nhưng không thể phủ nhận là, giang tiểu nô tốc độ quá nhanh quá nhanh, so bất luận kẻ nào đều muốn nhanh, kia nàng móng vuốt rất sắc bén, thần thuẫn có cùng không có hữu căn bản không có khác nhau. Suy suy, mọi người mơ hồ cũng nghe được một đạo không khí bị đâm phá tiếng rít, sau đó bốn thân thể tuần tự từ trên không trung rơi xuống, đúng lúc này bầu trời hắc vụ cũng tán đi, bởi vì Phượng Loan đầy mắt đều là kinh ngạc, nàng đã quên đi phóng thích hắc ám đạo văn. Tê tê, Kim Giao hít một hơi lãnh khí, nhìn xem kia bốn cỗ bất lực bay thấp, đầu đều bị bóp nát, hoàn toàn không thành hình người thi thể, trong mắt đều là hoảng sợ, hắn liếc nhìn đứng ngạo nghễ ở giữa không trung giang tiểu nô, cảm giác toàn thân đều một trận lạnh buốt. Ây, giang giật cũng bị kinh hãi, mặc dù giang tiểu nô nói nàng mặc vũ thần công tu luyện đến đệ nhị trọng, thực lực hẳn là cường đại gấp 10, tổng hợp nhưng so sánh hạ giai thiên quân. Nhưng hắn thật không nghĩ tới giang tiểu nô mạnh như thế, trong nháy mắt miểu sát bốn tên thiên quân, mặc dù là đánh lén, khoảng cách lại như thế chi gần, nhưng cũng rất đáng sợ. Người nhà đầu này, không bằng hắn vẫn còn có chút tức giận nói ra, không phải mới vừa nói hành sự tùy theo hoàn cảnh sao ngươi làm sao mạo muội xông đi lên vạn nhất bọn hắn có đặc thù công kích, hoặc là có phòng ngự bảo vật đâu lần sau còn dám mạo hiểm như vậy, ta tuyệt đối không cho ngươi xuất thủ. Hưu, Giang Tiểu Nô phi thân mà xuống, trên thân lục quang lóe lên, biến trở về ban đầu bộ dáng, đáng tiếc phía sau quần áo bị nứt vỡ, lộ ra một mảnh lưng trắng, Phượng Loan vội vàng lấy ra một kiện áo choàng cho nàng mặc vào. Thiếu gia, giang tiểu nô có chút ủy khuất phình môi lên nói ta ta cảm giác có thể giết chết bọn hắn sở dĩ ta tự xuất thủ cảm giác giang giật mắt trợn trắng lên nói vạn nhất ngươi cảm giác sai nữa nha hồ nháo không phải giang tiểu nô quật cường ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nói chúng ta nhất tộc cảm giác rất nhạy cảm tỉ như trước kia lăng ra lão tổ ta cảm giác giết không chết hắn sở dĩ ta liền chạy chỉ cần ta cảm giác có thể giết chết kia hẳn phải chết không nghi ngờ ây giang giật cùng phượng loan liếc nhau hai người đều âm thầm kinh hãi giang tiểu nô bộ tộc này quần quá hung tàn cặp kia lợi chảo đơn giản không gì không phá a à. tốc độ kia cũng quá kinh khủng a như thế chủng tộc mạnh mẽ hẳn là đông hoàng đại lục đại đại hữu danh a à vì sao phượng gia không có nửa điểm ghi chép không qua sông tiểu nô thực lực lớn đại tăng lên đối với mọi người cũng là chuyện tốt giang giật bất đắc dĩ nhìn giang tiểu nô một chút hướng phía trước đi đến thu thập chiến lợi phẩm hắn nắm lên trên mặt đất cái kia con thoi tại kim giao trông mà thèm ánh mắt dưới ném cho phượng loan nói Phượng Nhi, ngươi sau khi trở về mau chóng luyện hóa cái này bảo vật, đây cũng là siêu thánh khí, phối hợp ngươi hắc ám đạo văn đánh lén, hẳn là mọi việc đều thuận lợi. Thu hồi bốn cái cổ thần nguyên giới, bởi vì bốn người chết rồi, bên trong không có dấu ấn tinh thần, giang giật thần thức tùy ý có thể dò xét đi vào, quét qua về sau lập tức đại hỉ. Bốn cái cổ thần nguyên trong nhẫn bảo vật đông đảo, thánh khí ít nhất có hơn 10 thanh, thiên thạch cộng lại ít nhất có gần vạn, còn có đại lượng lôi thạch, tùy ý đếm, đoán chừng ít nhất có 3 400 mai đại thu hoạch A, à, giang giật nhếch miệng cười một tiếng hắc hắc nói ra tụ một ngày thời gian ta liền được hơn một ngàn mai lôi thạch đủ để trèo chống bốn năm tháng chúng ta trong thành an lại mấy tháng lần sau trở ra làm một lần lôi thạch liền có thể duy trì một năm chúng ta cũng có thể tại tội đảo an nhàn tiếp tục ở lại hơn một ngàn lôi thạch công tử ngươi làm sao làm đến lần này đến phiên phượng loan cùng giang tiểu nô ba người trợn mắt hốc mồm giang giật cũng không giải thích cười cười nói đi về trước đi lại nói Giang giật đế cung lóe lên, đem ba người thu vào, lúc này mới tiện tay bắn ra một đoàn cửu thiên long viêm, đem ba bộ thi thể đốt thành bột mịn. Hưu, hắn nhanh chóng hướng cửa thành bay đi, nhưng còn không có tới gần cửa thành hắn thân thể lại ngừng lại, bởi vì cửa thành có một đám người đứng bên ngoài, nhìn thấy thân ảnh của hắn sau toàn bộ bay vụt mà tới. Rất rõ ràng đám người này là cửa thành ôm cây đợi thỏ, đang chờ hắn trở về. Cửa thành đứng đấy một đội người mặc màu trắng chiến giáp lục ra quân sĩ, nhưng tất cả mọi người không nhúc nhích, thậm chí còn toàn bộ nhiều hứng thú hướng bên này xem ra một bộ xem kịch vui bộ dáng trốn giang giật hoảng sợ quay đầu đoạt mệnh lao nhanh không ngừng quay đầu trên mặt đều là vẻ hoảng sợ thấy xa xa lục ra bọn toàn bộ cười ha ha tiểu tử người trốn không thoát lập tức dừng lại ngoan ngoãn đầu hàng tha cho ngươi một mạng đúng đấy đến trong đêm cái này bên ngoài lôi hỏa bốn vọt tiểu tử ngươi coi như trốn cũng là đường chết một đầu ha 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 cho hắn trốn đi hắn tốc độ này có thể trốn bao xa. Long ca, muốn hay không giết chết hắn của ta chiến đao đã sớm đói khát khó nhịn. Một đám người có hơn 10, thiên quân ba người, còn lại đều là kim cương đỉnh phong, kêu la không ngừng cũng là những này kim cương đỉnh phong. Ba tên thiên quân không có người nào mở miệng nói chuyện, cũng không có ra hiệu mọi người công kích, chỉ là trầm mặc phi hành, không ngừng rút ngắn khoảng cách của song phương. 20 dặm, 30 dặm, Giang giật lại bay trở về lôi lĩnh bên trên, xa xa cửa thành người bên ngoài ảnh chỉ có thể mơ hồ thấy được, khoảng cách của song phương đã kéo đến khoảng hai dặm, đối phương lúc nào cũng có thể công kích. Một tên thiên quân cũng cuối cùng mở miệng, lạnh lùng nói ra, tiểu tử, trời sắp tối rồi, cái này bên ngoài khi trời tối, lôi điện mặc dù không đánh xuống, nhưng khắp núi lôi hỏa hội tán loạn. Một khi bị lôi hỏa đụng chạm, người không còn sót lại một chút cạn. Cho người hai con đường, thành thứ nhất mấy cái kia mỹ nhân giao ra, long ra tâm tình một tốt, nói không chừng hội bảo kê ngươi, thứ hai, chết. Các ngươi đừng tới đây, ta cân nhắc. Giang giật làm bộ hoảng sợ kêu lên, thân thể cũng không ngừng lưu, tiếp tục hướng nơi xa bay đi. Ba tên thiên quân hừ lạnh một tiếng, hóa thành ba đạo tàn ảnh, theo ba phương hướng hướng giang giật bao lũng mà đến, xa xa kim cương đỉnh phong cũng đuổi theo, toàn bộ người binh khí bên trên quang mang lấp lánh, chuẩn bị công kích. Giang giật tốc độ vẫn còn có chút chậm, ba tên thiên quân tốc độ cao nhất chạy vội phía dưới, thoáng cái đem hắn bao vây, một người không nhịn được nói ra cuối cùng hỏi ngươi một câu, giao không giao người. Giang giật bị ép ngừng lại, hắn con người lấp lóe, bên trong đều là sợ hãi, cắn răng nói ta giao người, các ngươi cam đoan không giết ta. Nhìn thấy ba người đều nhẹ gật đầu, giang giật trong tay đế cung xuất hiện, ba đạo nhân ảnh ra giữa không chung, ba tên thiên quân đôi mắt cũng phát sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm phượng loan cùng tiểu nô, trong con người đều là dâm tà quang mang. Giang tiểu nô giờ phút này lại thay đổi thân, thân thể có loại khí chất đặc biệt, đẹp đến nỗi tâm thần người dao động. Bất quá, một giây sau ba người sắc mặt cũng thay đổi, bởi vì Phượng Loan Tứ Chu lượng lên một đoàn hắc vụ, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt trở nên đen kịt một màu. Gần như đồng thời, Giang Tiểu Nô thân thể vạch phá bầu trời mà đi, cặp kia hiện ra lục quang phượng trảo, để phía trước một tên thiên quân người thấy khí tức tử vong. Chương 662, hắn khẳng định sẽ ra ngoài. Một cái võ giả, tại đứng trước thời điểm nguy hiểm bản năng phản ứng là cái gì cái kia chính là phòng ngự giang tiểu nô móng vuốt bên trong truyền đến khí thức quá kinh khủng để phía trước thiên quân cảm thấy khí thức tử vong sở dĩ hắn bản năng lui nhanh đồng thời phóng thích thần thuẫn mặt khác chuẩn bị công kích đáng tiếc khoảng cách song phương quá gần giang tiểu nô tốc độ quá nhanh nàng hai cánh mở ra kia lợi chảo đã đến trước mắt lợi chảo đột nhiên đâm vào thần thuẫn bên trong thần thuẫn bạo liệt ngay sau đó kia thiên quân võ giả đầu giống như như dưa hấu nổ tung bất lực rơi xuống Phượng Loan hắc ám đạo văn cũng tới, thoáng cái bao phủ khắp nơi, mà Giang Tiểu Nô chẳng biết tại sao, nàng có thể nhẹ nhóm khóa chặt hai gã khác thiên quân, hai cánh khẽ động, thân thể lại hóa thành tàn ảnh hướng một tên khác thiên quân bay đi. Ba tên thiên quân đều là hạ giai thiên quân, bọn hắn có lẽ có năng lực phá mất Phượng Loan hắc ám đạo văn, để hắc phụ tán đi, nhưng tuyệt đối ngăn không được Giang Tiểu Nô lợi trảo, sở dĩ kết cục đã chú định. Kim Giao cùng Giang giật đồng thời hành động, Kim Giao hướng sau lưng Kim Cương đỉnh phong bay đi, tại Phượng Loan chỉ thị kế tiếp cái đem những cái kia kim cương đỉnh phong chém giết. Giang giật thì hướng còn lại một tên thiên quân bay đi, hỏa long kiếm bắn ra mấy vạn đầu hỏa long kiếm, bởi vì Phượng Loan các nàng tại, hắn không dám phóng thích cửu thiên long viêm, bất quá 36 thanh hồn kiếm theo sát hỏa long mà đi. Dầm dầm dầm, tương đối thiên quân cường giả, hỏa long uy lực cũng không tính đại, thanh thế nhưng rất mạnh, kia thiên quân võ giả linh hồn hiển nhiên không mạnh, tại hắc ám đạo văn bao phủ phía dưới, biến thành mù loà kẻ điếc, nhất thời cũng không biết làm sao phản kích. Chỉ có thể đần độn đứng đấy, phóng thích thần thuẫn phòng ngự. Mấy vạn đầu hỏa long gào thét mà đến, đem hắn thần thuẫn đánh cho kim quang vạn trượt, nhưng rõ ràng không phá được. Kia kim cương cường giả cảm nhận được hỏa long uy lực, nội tâm có chút định ra đến, nhưng rất nhanh toàn thân hắn lông tơ đều dựng đứng lên, hắn nhìn thấy từng đạo hồng quang theo hắc vụ bên trong phá không mà đến, không chờ hắn dò xét tinh tường, 36 thanh hồn kiếm đã xuất vào mi tâm của hắn, tiến vào linh hồn thức hải của hắn. Xong, hắn không có linh hồn phòng ngự thần thông, cũng không có linh hồn phòng ngự bảo vật, khi biết những này hồn kiếm là linh hồn công kích về sau, đầu hắn bên trong dâng lên một cỗ tuyệt vọng khí tức. Hắn cắn răng một cái ngoan tâm vung vẩy trong tay chiến đao, đột nhiên hướng phía trước bắn ra đạo đạo kim quang, nghĩ trước khi chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Kim quang uy lực rất lớn, có mấy đạo đập vào giang giật trên thân, hỏa vân khải trước tiên hộ chủ, giang giật chỉ là trong cảm giác bẩn bị chấn thương một chút, cũng không có thương tổn quá lớn. Oanh, hồn kiếm liên miên không dứt công kích phía dưới, cái này thiên quân võ giả linh hồn thoáng cái sụp đổ, bất lực rơi xuống. Hắc phụ dần dần tán đi, Phượng Loan vì tránh né những cái kia kim quang, chỉ có thể ngừng phóng thích hắc ám đạo văn, bất qua chiến đấu đã kết thúc. Giang Tiểu Nô giải quyết hai cái, Giang giật giết một cái, kim giao đối đầu 12 cái kim cương đỉnh phong, tựa như một cái sói đói tiến vào bầy cừu, đơn giản đem 12 người toàn bộ chém giết hưu, Giang giật trước tiên đem Giang Tiểu Nô cùng Phượng Loan Kim giao thu vào, bởi vì hắn cảm giác được có mấy đạo thần thức dò xét tới. Hắn thân thể nhanh chóng hướng phía dưới bay đi, đem tất cả mọi người binh khí cùng cổ thần nguyên giới đều thu vào, thi thể đều chẳng muốn tiêu hủy, hóa thành lợi kiếm hướng cửa thành phóng đi. Ây, kia mấy đạo thần thức, chính là lục gia quân sĩ phóng thích tới, nguyên bản mọi người cảm thấy không có gì tốt cho vui nhìn, nhưng vừa rồi bên này hắc vân dày đặc, lại để cho bọn hắn lên hiếu kỳ chi tâm. Nhưng mà, chờ bọn hắn dò xét qua lúc đến chiến đấu đã kết thúc giang giật một người ngay tại vơ vét chiến lợi phẩm giờ phút này nhìn thấy hắn hóa thành tàn ảnh hướng cửa thành bay tới mười mấy cái quân sĩ toàn bộ trợn tròn mắt ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm giang giật muốn nhìn một chút hắn đến cùng có gì chỗ thần kỳ vì sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế giải quyết nhiều người như vậy đáng tiếc bọn hắn thấy thế nào đều nhìn không ra nửa điểm vấn đề giang giật ngoại trừ trong đan điền có chín khỏa kỳ quái tinh thần bên ngoài địa phương còn lại cũng không có bất kỳ cái gì chỗ thần kỳ, trên người hắn khí tức cũng vẻn vẹn nhưng so sánh kim cương cảnh nhị trọng võ giả. Giả heo ăn thịt hổ, tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên bốn chữ, tại thời khắc này tiệu liền tên kia trung giai thiên quân thống lĩnh cũng bắt đầu nhìn thẳng vào giang giật. Có thể trong nháy mắt chém giết nhiều người như vậy, trong đó còn có ba tên hạ giai thiên quân, giang giật thực lực tuyệt đối đạt đến trung giai thiên quân, thậm chí cao hơn. Hưu, giang giật đã bay đến cửa thành, nhanh chóng hướng thành nội phóng đi, mọi người còn nhíu chặt lông mày không nghĩ ra giang giật đến cùng có được loại nào thần thông có thể đem khí tức áp chế đến thấp như vậy giang giật vào thành về sau thẳng đến tiểu viện của mình hắn mái tóc màu đỏ quá trói mắt rất nhanh bị người nhận ra trông thấy hắn người toàn bộ đều một mảnh ngạc nhiên bởi vì thành nội đã sớm truyền ra bá đao cùng long ra người đi trận đánh hắn giờ phút này bá đao cùng long ra người đều không có trở về hắn lại trở về kết cục không cần nói cũng biết ầm um, đợi nửa canh giờ bên ngoài sắc trời hoàn toàn đen lại, đông thành trong một cái viện truyền đến một tiếng trầm muộn quảng vật âm thanh, một cái khôi ngô như dã thú nam tử, không ngừng cầm lấy chén trà trên bàn hướng trên mặt đất hung hăng đập tới. Sắc trời hoàn toàn đen, bá đao thủ hạ bốn tên thiên quân còn chưa có trở lại, không cần phải nói bọn hắn vĩnh viễn không về được. Thoáng cái tổn thất bốn tên cường đại thủ hạ, bá đao lúc đầu tại thập đại bá chủ bên trong xếp hạng trung hạ, thoáng cái biến thành yếu nhất thế lực, nói không chừng sẽ còn cho người ta đoạt hắn bá chủ chi vị người nói hắn làm sao không nổi giận. Biệt viện rất nhỏ, cùng giang giật ở đồng dạng, nhưng nơi này lại là xa hoa, trên mặt đất còn quỳ hai cái mặc hở hang áo lông trồn mỹ lệ nữ tử. Hai người nhìn xem bá đao nổi giận, đều sợ hãi đến thân thể mềm mại run lẩy bẩy, bá đao trước kia tâm tình không tốt, liền sẽ tra tấn các nàng, lần này khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ. Trong đại sảnh còn có một cái thiên quân cường giả, hắn cũng đứng ở một bên trầm mặc không lên tiếng, sợ bá đao giận lây sang hắn, bá đao tính tỉnh táo bạo thế nhưng là thiên lôi thành nổi danh. Các loại chờ bá đao đem trong phòng ấm trà chén trà toàn bộ thẻ xong, phát thiết một trận về sau, kia thiên quân võ giả mới thấp giọng bẩm báo nói, bá đạo ca, long ra lần này cũng phái ba tên thiên quân, còn có hơn 10 người kim cương đỉnh phong, nghe nói toàn bộ bị thương lang tại cửa thành phía tây bên ngoài xử lý, có người nhìn thấy một mảnh hắc vụ dâng lên, chờ hắc vụ tản ra, tất cả mọi người chết rồi. Ừ, bá đao một đôi tròn mép con người hung quang lóe lên, hắn ngưng âm thanh nói ra tiểu tử kia có mạnh như vậy chiến lược chẳng lẽ là đóng vai giả heo ăn hổ chẳng lẽ hắn có được cường đại liếm tức thuật toàn thành người đều nhìn lầm vẫn là có được cái gì đặc biệt thần thông bá đao nói vài câu sau đó nổi giận vung tay lên nói mặc kệ hắn là thật lão hổ hay là giả lão hổ người phái người nhìn chằm chằm hắn hắn dám ra khỏi thành ta tự mình xuất thủ để hắn biến thành chết lão hổ thiên quân võ giả khóe miệng đắng chát cười một tiếng nói thương lang giết phí quốc bọn hắn còn giết long ra người đoán chừng phải đến một chút lôi thạch liền sợ bọn hắn một mực giúp ở trong thành không đi ra a à. bọn hắn sẽ ra ngoài bá đao rất khẳng định nói ra nếu muốn ở thần tứ bộ lạc an nhàn sống sót kia nhất định phải có đầy đủ công huân tiểu tử này muốn thu hoạch được công huân vậy khẳng định sẽ ra khỏi thành làm lôi thạch lần này hắn nếm đến lợi lộc lần sau khẳng định nhịn không được ra khỏi thành một khi ra khỏi thành lập tức thông báo rõ thiên quân võ giả chắp tay thối lui bá đao sắc mặt cũng lần nữa âm trầm xuống đại thủ hướng trên đất hai nữ tử chụp tới, thô lỗ đưa nàng trên người áo lông trồn xé rách, chờ đào thành hai cái con cừu non, lúc này mới một cái tay sách theo một người, như sách theo bao tải sách theo hai tên nữ tử phòng nghỉ ở giữa đi đến. chương 663, Công Huân tác dụng, thương lang cái tên này chỉ là một đêm ngay tại thiên lôi thành truyền ra, tự liền còn lại mấy đại bá chủ cũng bắt đầu chú ý hắn. Dù sao bá đao kia bốn tên thủ hạ, còn có long ra ba tên thiên quân đều không phải là kẻ yếu, Giang giật có thể chém giết bọn hắn, đây chính là thực lực biểu tượng. Giang giật tại cửa thành đông bên ngoài một trận chiến, cũng bị truyền ra, tin tức này vẫn là theo lục gia thủ vệ quân sĩ trong miệng truyền tới. Bởi vì không ai dò xét đến ngay lúc đó tình hình chiến đấu, sở dĩ truyền đi có chút huyền. Nhất là giang giật mặt ngoài chỉ có kim cương nhị trọng thực lực, việc này thì càng huyền. Đương nhiên, còn lại bá chủ cũng vẻn vẹn chú ý mà thôi, có thể tại cái này thiên lôi thành chiếm cứ nhất tịch chi địa, cái nào không phải từ trong núi thây biển máu giết ra tới cái nào không phải có chân tài thực học, chiến lược biêu hãn. Bá đao cùng long ra màn đêm buông xuống thả ra lời nói, tất sát giang giật, sở dĩ còn lại bá chủ đều không có phái người đi mời chào giang giật, ngược lại vui lòng tọa sơn quan hổ đấu, nhìn một chút trò hay. Có một cái bá chủ thậm chí mở bàn khẩu, cực giang giật có thể sống tới mấy tháng. Giang giật sau khi trở về, liền mở ra tiểu viện vòng bảo hộ, một mực đóng cửa không ra, quản hắn bên ngoài lật trời hắn đem tất cả mọi người phóng ra, hắn có một kiện không gian thần khí sự tình hẳn là cũng truyền khắp, cho dù có người có thể xuyên thấu qua vòng bảo hộ dò xét hắn cũng không quan trọng. Giang giật đem tất cả lôi thạch lấy ra, mọi người thoáng cái nội tâm đại định, toàn bộ tâm tình thật tốt. Chỉ là đi ra một chuyến, Giang giật tự lấy được hơn 1.400 lôi thạch, các nàng một ngày cần nộp lên 9 cái lôi thạch, một tháng liền là 270 mai, thời gian một năm chỉ cần nộp lên hơn 3,200 mai lôi thạch là đủ. Nói một cách khác giang giật cái này một ngày, kém chút tự lộng cú bọn hắn gần nửa năm cần thiết lôi thạch, các nàng có thể an nhàn tại thiên lôi thành bên trong ở lại gần nửa năm, lần sau lại đi ra một chuyến tập hợp đủ tất cả lôi thạch, bọn hắn liền có thể thuận lợi phục dịch hoàn tất, có tư cách tại tội đảo sinh hoạt. Một ngày trước mọi người còn lo lắng bất an, thời khắc lo lắng bị giết, giang giật chỉ là đi ra một chuyến liền đem sự tình giải quyết. Phượng Loan theo cổ thần nguyên trong nhẫn lấy ra mấy bình rượu ngon, mọi người chúc mừng đại thắng, một đám người uống đến linh đinh say mềm, giang giật cũng khó được buông lỏng, cùng chiến vô song tiền vạn quán hai người liên tục nâng chén, cuối cùng toàn bộ ngã xuống đất ngủ say. Sáng sớm ngày thứ hai giang giật liền dậy, để mọi người riêng phần mình vào đế cung bên trong an tâm tu luyện, hắn cũng không định đi ra, liền định tại thiên lôi thành bên trong tu luyện, bất quá tu luyện trước đó trước hết đi nộp lên lôi thạch. Hắn một người ra ngoài, trực tiếp tiến vào phủ thành chủ, hướng thang đá bên trên đi đến. Dừng lại, lầu hai cửa ra vào có hai tên lục gia quân sĩ cản lại giang giật một người trầm giọng nói lệnh bài giang giật khẽ giật mình lập tức tỉnh ngộ lại lấy ra biệt viện lệnh bài quân sĩ nhìn lướt qua vung tay lên nói đi vào đi cái thứ nhất trên đại sảnh giao lôi thạch cái thứ hai đại sảnh đổi lấy công huân phía sau đại sảnh dám can đảm đi vào giết chết bất luận tội giang giật thành thành thật thật hướng trong cửa lớn đi đến vừa vào cửa liền thấy một đầu hành lan dài rằng rặc hành lang còn vừa có thể nhìn thấy mấy đạo toàn vẹn ủi đại môn, hắn hướng cái thứ nhất đại môn đi đến. Đại môn không có quan hệ, bên trong là một cái đại sảnh, trong đại sảnh cái gì cũng không có chỉ có một tấm bàn, bàn giật lấy một người mặc lục ra chiến giáp lão giả, ngay tại cúi đầu xem sách, giang giật vào đây cũng không ngẩng ngẩng đầu lên. Thương lang tham kiến đại nhân, giang giật cung kính vừa chắp tay, trầm giọng nói, người kia vẫn là không ngẩng đầu, chỉ là duỗi ra một cái tay nói, lệnh bài, muốn lên giao số trời, lôi thạch. Giang giật đưa tay tướng lệnh bài đưa tới, lại lấy ra 900 lôi thạch nói, ta có thể duy nhất một lần nộp lên 100 ngày sau. Lão giả rốt cục ngừng đầu, không để ý đến giang giật, hai tay nắm lệnh bài nguyên lực vần quanh, một cái tay khác đem trên bàn lôi thạch thu nhập cổ thần nguyên trong nhẫn, lệnh bài quang mang lóe lên, hắn tiện tay tướng lệnh bài ném cho giang giật nói tốt, trăm ngày sau lại đến thêm giao lôi thạch.